đây nó, con đây nó, xương đây nó, cho đây nó. Nó có phó đây, nó có phó đây. Con đây kia mau mau ra đây chút đi đằng nào. Nó đâu rồi? Nó đây này. Bắt đây, nó đây. Mày bắt đi, mày bắt đi. Này con điên kia nhà người hãy mau mau quy hàng đi. Chia tay diễn viên Bạch Thu Hương. Tèo 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 tèo. Em nhầm. Con điên lên phường. Khoan, khoan. Chạy học tốc là chạy học tốc. Mưa mật xanh là mưa mật xanh. Tại sao lại bắt người vô tội à? Tùng cắt tùng choáng à, lui rụt à, lui Vân Dung cơ làm sao nàng lại bỏ ta đi, hãy theo ta về resort tầm quất massage. Hỡi em về bên anh, về đây nhé. Anh hứa mãi mãi yêu say đắm riêng em thôi. Dung ơi cầm đi đây, tiền đô em cầm đi. Anh sẽ cho em, không đòi qua đâu em. Thôi ngươi im đi, Dung thích tao từ đầu. Thôi ngươi im đi, chớ cái ta làm gì. Của tao, của tao. Ôi ôi, có người ra rồi. Khắp con ngựa ngựa ô, khắp con ngựa ngựa ô, ngựa ô anh cấp, anh cấp cái kiểu vàng, vàng 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 vàng. Vì là anh mới tậu, mạc đậu đầy sân, éo vi đầy túi xịn, bông tai vàng trắng, nhân kim cương hột xoàn. Là anh ý à, đến đón nàng, đến đón nàng, đến đón nàng về dinh. Là anh ý à, đến đón nàng, đến đón nàng, cớ sao nàng, cớ sao nàng nằm im. Tỉnh dậy đi em à. À, ui dồi ôi, nhớ ra rồi. Thần Đen còn nợ ta một điều ước, ta phải gọi Thần Đen ra đây mới được. Úm bà la, 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 úm bà la. Mà ông ơi, từ lần sau ông xuất hiện ra đây nhé, ông phải đánh tiếng lên, giật cả mình. Đi gọi ra đây làm gì? Ông ơi, làm nào cho Vân Dung tỉnh lại được đi. Thôi được rồi, nhìn ta làm phép đây này. À, bánh đa, sô-cô-la, kẹo bạc hà. Đến bên người khi về đừng quên nhé anh. Gala cười 2007 xin mời nhiệt chào mừng quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình Gala cười, một chương trình thường niên của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi quy tụ các gương mặt nghệ sĩ hài nổi tiếng của hai miền Nam Bắc.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống được các nghệ sĩ đưa đến với chúng ta qua góc nhìn hài hước và cũng rất đỗi nhân văn. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm Cướp trên giàn mướp. Ô vui qua xa là vui, ngày xuân năm mới ai nấy cũng cười thật tươi. Đầu xuân hoa lá khoe mùa tươi, muốn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày xuân. Mừng xuân tôi chúc cho bà con ăn Tết vui vầy ngất ngây ô nhà trời mây. Năm nay phố xá đông thật là đông, bên bếp lửa hồng đôi lứa đang cười vui. Sang xuân không được ngậm ngùi, đang tay thật chặt nắm tay ôi à mừng vui. Trời ơi ớm hát hay thế, vào lâu chưa, này mở hàng cho chị đấy. Uống cái gì để chị pha luôn? Chị ơi, chị hỡi chị à, cho em cốc nước hay là cà phê nhá. Giàng ơi, cà phê cũng được mà. Giàng ơi. Dạ em mới ở trên bảng xuống. Ôi giời ơi, sao không nói luôn từ đầu, người ta vừa mới mở hàng này, không có của cho đâu. Thôi biết biết biết. Chị biết hả? Giàng ơi. Cái gì đấy? Em nói cho chị biết nhá, chị đừng tưởng em trên bảng xuống em không có tiền nhá. Cái bụng của chị không tốt, chị bị con ma rừng bắt rồi. Rừng rú cái gì? Khổ quá, ý của chị là chị đang chị đang bận. Ôi tôi bận quá đây này, tôi đi đây. Thế một túi tiền có được không? Mời bán châu. Khách bán châu rồi rằng mấy khi, khách bán châu rồi. Dạ, tiệc rượu chào mừng phòng xuân tiếp khách, mời công tử phố núi ngồi. Có tiền một cái, người dưới xuôi tiếp đãi khác ngay. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo. Nghệ bác nghệ. Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra em tới, cùng anh bên suối hát gì mà rừng ban nở tráng sinh. Đừng nghe em hát. Thôi. Em ở trên bảng xuống, em khát lắm, em muốn uống nước. Hát hò cái gì? Chị hát ngang quá. Chị quên. Này, chị uống cái gì để chị vào chị pha? Cho em một cốc cà phê. Có ngay. À chị ơi. Hả? Một cốc cà phê nhiều sữa đàn ông. Mày có thích có tát một phát vỡ mồm hả? Đừng tưởng có tiền thích nói gì thì nói nhá. Làm gì có đàn ông nào có sữa? Có mà. Ai? Ông Thọ. Gớm trông mặt bâng khuâng thế mà chơi chữ gớm nhỉ? Để chị vào chị pha cho. Chị ơi. Hả? Nhà có bao nhiêu sữa ông Thọ, chị chắc hết vào cốc cho em nhá. Được rồi, gớm. À mà chị ơi, nhà chị có bán cà phê bột bột không? Có. Cho em một cân. Có ngay. À chị ơi, tôi tiện đây rồi, chị cho em 10 cân đi. Ui, sộp thế. Này, mua cả yến cả. Không, một yến em không mua đâu, em chỉ mua 10 cân thôi. Thôi được rồi, đừng ấy chờ để người ta cân cho 10 cân chứ không phải là một yến. À Giàng ơi. Chị ơi, em ở trên bảng xuống, nhưng em uống sành cà phê lắm. Chị phải bán cà phê thật cho em. Chị bán cà phê giả là em gọi 114. 114 là cứu hỏa. Em gọi 113. Cán bộ đây. Ui giời gớm, cán bộ các anh ngày nào chả vào nhà chị uống cà phê. Gớm không phải dọa. Ngồi đấy rồi chị vào chị cân cho nhá. Ngồi đấy. Chị cân nhanh nhanh chị nhá. Giàng ơi! Em không giật mình đâu, cái này em nghĩ ra mà. Không, chị không dọa, nhưng mà chị bảo là chị cân 10 cân hơi lâu. Thế ngồi đây chờ chị, đừng có đi đâu nhá. Túi tiền đi liền khúc ruột, chị yên tâm à. Này, Giàng ơi! Giàng ơi! Giàng ơi! Giàng ơi! Thôi chị ơi, chị không nói đúng đâu, lại đây em bảo cho. Đâu, như nào? Như thế này mới đúng này. Giàng ơi! Đây! Thôi được rồi, quỷ sứ, để người ta vào người ta cân. Chị ơi, chị cân cân thì chị cứ cân đi nhá. Quán xá ở đây có gì em trông cho. Chị nhá, chị yên tâm chị nhá.
mùa plow mang mùa pê, mùa nả mùa xe mang mùa pê, mùa plow mang mùa pê, mùa plow mang mùa plow, mùa plow. Ô Giàng ơi, mùa plow mang mùa pê. Ôi trời ơi, đói quá, trời đói quá. Ơ, có quán này, ôi trời sống trời. Ông mày đang đói, phải vào ăn thôi, phải vào ăn thôi. Quán này trông được, sao lại không có người? Không biết chủ quán ở đâu, mà sao chẳng thấy gâu gâu gọi mời. Câu nữa mà không đáp lời, ông đây nổi nóng rồi, di rời quán luôn. Giàng ơi, con cầy hôi. Mày bảo ai cầy hôi? Một plow mang một pê, một nả một xe mang một pê, một plow mang một pê mà một cầu lăng mang một plow. Mày nói cái gì đấy? Em nói tiếng dân tộc em. Nghĩa là gì? Có trời mới có đất, có bố có mẹ mới có ta. Có trời mới có đất, có già mới có trẻ. Nòng và làng khoảng mà khoảng và lạc nư. Anh nói tiếng gì đấy? Tiếng dân tộc tao. Là gì? Im mồm đi. Ô Giàng ơi, cô giáo em bảo nói như thế là không tốt đâu. Mà anh là ai? Xin giới thiệu với chú em, anh là hậu duệ của mặt trời đây. Là ai? Là hạt hướng dương ấy. Em biết rồi, cái hạt này hay căng căng ở trong dịp Tết. Đúng rồi. Thế mày là thằng nào? Dạ em là bạn thân của khách. Ôi giời, thằng này nó là bạn thân, này là của khách. Thế có nghĩa nó là khách à? Này, khách thì đừng có nơi thôi, gọi cho chủ quán hoặc nơi nó vào. Anh ơi, em không gọi được. Không gọi được tìm cách mà gọi. Nhanh nhẹn lên em ơi, anh không có thời gian đâu. Chị ơi. Chị chưa cần xong. Chị ơi, chưa cần xong cũng ra đây em bảo. Cái gì đấy? Cái gì mà cứ gọi ẩm lấy cái đường? Nhà có khe, nhà có khe. Cơm khách thì ông bảo là khách thì cứ khe. Cơ địa mồm em nó thế. Ơi, chú uống cà phê nâu hay là đen để chị vào chị pha cả thể nào? Không đen mà cũng chẳng nâu. Khách vào trong quán là cần câu chào mời. Thế thì chị chào chú. Xỉnh tố nhá, hơi bị nhiều hoa quả tươi luôn để chị bảo chị pha cho. Này, hả? Thằng này đến đây không phải để uống. Thế đến đây làm gì? Thắc mắc mà để làm gì? Bố mày là cướp đấy, thế thì làm sao? Ôi trời ơi, này, cướp à? Cướp đây. Ôi trông này. Trời. Giàng ơi. Này, bây giờ chị bảo cướp nha. Bây giờ cướp đi thẳng ra kia nha. Đến đấy, đến cuối đường cướp rẽ phải. Thấy cái nhà màu vàng kia không? Dạ. Đây, đấy, ở trên có cái chữ thập màu đỏ ấy. Cướp vào đấy, trong ngày người ta cho ăn, người ta cho uống thuốc. Đừng có đi ra ngoài đường trẻ con hoánh cho thì khổ. Thế tức là bây giờ cướp sẽ vào bệnh viện. Thế rồi bác sĩ họ cho cướp uống thuốc và gì. Thế ý mày nói bố mày là thằng thần kinh ấy chứ. Ôi trời ơi, tôi là cướp đây. Tao là cướp đây. Có ai khổ như tôi không? Đi ăn cướp mà phải chứng minh mình là cướp à. Anh ơi, em bảo này. Anh có thấy cái chị áo vàng vàng ngồi ở kia không? Đây nha, chị xinh xinh đấy, nhà đang tuyển người giúp việc đấy. Làm gì? Nạo dừa. Hai đứa chúng mày nhìn thấy tao này, chúng mày khinh tao, không nghĩ tao là cướp đúng không? Tao để chứng minh cho chúng mày biết, cướp nó là như thế nào? Đừng trêu nó phá nhà chị ra bây giờ. Ôi trời, chết đây, để quên nhà. À đây. Mày này. Bây giờ chúng mày đã biết thế nào là xã hội đen chưa? Ôi chú ơi, nhà chị chỉ bán cà phê nâu với cả cà phê đen thôi. Chứ xã hội đen, xã hội thâm chị không biết đâu. Cái con mẹ khó đoán giới tính này, đứng lên. Sao mặt mày nhiều ngoặc đơn ngoặc kép thế kia hả? Mày mang hết tiền nhà mày ra đây. Chú ơi, chị không có tiền. Thôi chết, chị đi ăn cướp đây này, không có tiền thì biết làm nào? À, có rồi. Đâu? Chị chỉ có cái xe đẩy hoa quả đấy thôi. Chị ơi, chú đẩy. Tránh ra. Ôi trời ơi,
Toàn thuốc sâu với báu bỏ gì. À, thực ra ấy, thằng này đi ăn cướp thì cũng không quan tâm đến tiền. Bởi vì thằng này biết trên thế giới ngoài tiền ra còn có vàng với cả kim cương nữa. Ô Giang ơi, mang kho báu nhà mày ra đây. Ô, chị không nhà có mày sống như này mà mày bảo không có tiền à? Chị không có. Nhanh lên. Ôi giời. Này, gượm đã. Sao đấy? Tí nữa ra tiện tay sới cho xin bát cơm nguội nhá. Cơm nguội làm gì? Mấy ngày hôm nay đi trốn đang đói thối mồm. À, nhanh lên. À, rồi chị vào chị sới cả cơm nóng ra luôn chứ. Ơ này. Buộc vào lầu mang buộc lù định vù đi đâu đấy? Giang ơi, em muốn về bản thôi. Em chỉ là khách thôi, anh tha cho em. Mày không phải là khách, mày chỉ là bạn thân của khách thôi. Lúc nãy mày chả nói thế đấy thôi. Ngồi chung đây tâm sự tí đã em ơi. Ồ, cái bụng của em không muốn tâm sự lúc này. Này, mày nên nhớ anh mày dung nhan có hạn nhưng mà thủ đoạn vô biên nhá. Mày định ra ngoài kia mày đi báo công an đến đây tóm tao đúng không? Em không dám báo công an đâu. Mày nên nhớ là trên giang hồ người ta vẫn thường gọi tao là Pirates Single Non đấy. Là gì hả anh? Mày ngu tiếng Anh đấy. Pirates là tướng cướp, Single là đơn thương, ở non nó là độc mã. Dịch ra là tướng cướp đơn thương độc mã đấy. À, bây giờ tao mới nhớ ra. Thằng ôn con này, lúc nãy mày núi húi trong quầy nhà người ta làm gì? Em không làm gì. Mày lấy được gì rồi, mang ra. Ê, anh đừng chia súng như thế. Em làm rơi cái chìa khóa ở trong đấy mà. Thằng này khá. Mày ngồi đây mà mày rơi chìa khóa được vào trong kia. Mày định lừa tao tập 2 đúng không? Ăn được gì nôn ra. Anh ơi, thực ra là em thấy một cái túi ở trong đấy. Mang túi ra. Nhanh nhẹn lên. Đây anh ơi. Đưa đây. Anh ơi, trong này có tiền, anh chia cho em với nhá. Mang tiền đến đây, nhanh lên. Tiền đây rồi. Úi dồi ôi. Sao mày lại đưa cho tao trà túi lọc cả thằng kia? Mày chơi tao đúng không? Ông mày sẽ cho mày một phát này. Mày nói lời cuối cùng đi. Ông mày cho mày một phát xuyên sọ, bố mày ngắm đi. Anh ơi, anh cho em nói một câu cuối cùng thôi. Nói đi. Anh là cướp truyền thống hay cướp đột nhiên? Chú dám hỏi thì anh dám trả lời. Tao là tên cướp tiền, chẳng cần ai cướp theo, không cần ai cướp cùng. Tao đi cướp lung tung, na 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 na, cướp rất nhiều ngân hàng. Ôi trời ơi, đói quá. lung linh tiền vàng tiền đô, lung linh hai tiếng đi tu. Ôi trời ơi, mày chùi ảo cho tao vào lại trốn cũ đúng không? Mày có biết là tao mất bao nhiêu công mới ra được khỏi đấy không? Mày nói lời cuối cùng đi, ăn đạn bây giờ đây này. Anh ơi, anh không phải là cướp chuyên nghiệp có đúng không? Thế tại sao tao không phải là cướp chuyên nghiệp? Bởi vì nếu mà là cướp chuyên nghiệp ý, anh đi cướp, anh phải che cái mặt anh lại thì người ta mới không nhận ra anh. Mà anh lại có cái dị vật to tướng trên mồm thế kia, người ta dễ nhận ra anh lắm. Ôi trời chết. Thế thì bây giờ anh che lại là được cái gì? Ô, cái này em biết. Giàng ơi, thằng A Lử bạn em cũng đi cướp rồi sử dụng vũ khí. Cán bộ bảo đi cướp mà sử dụng vũ khí là cướp có vũ trang. Cán bộ đến soi kính núp còng tay bắt đi tù mà. Ôi trời chết rồi. Thế là lại vào tù à? Sao rồi? Giàng ơi, thằng A Lử bạn em đi cướp không đeo găng tay rồi cầm vào cái nỏ. Cán bộ đến soi kính núp còng tay. Chưa còng tay, soi kính núp thấy dấu vân tay còng tay bắt đi tù mà. Thế thì tao đổi tay. Thằng A Lử bạn em cầm cái lò từ tay phải chuyển qua tay trái. Cán bộ đến soi kính núp còng tay bắt đi tù mà. Cầm hộ anh tí. Không, em không cầm đâu. Tự nhiên anh thấy ngứa người, cần hai tay để gãi, cầm hộ anh tí. Thằng A Lử bạn em thấy ngứa quá, đưa nỏ cho thằng A Sung. Cán bộ đến soi kính núp còng tay. Đi tù. Không, bắt luôn hai thằng. Không phải thế. Sao anh? Mà nè, thằng A Nữ cầm cái nỏ đưa cho thằng A Sung. Thằng A Sung cầm bằng hai tay.
bấm 10 đầu ngón tay xung quanh cái nỏ cho nó nhiều dấu vân tay. Cán bộ đến soi kính núp, còn tay mày đi tù. Em không đi tù mà em bắt anh. Ê, anh hết ngứa cho anh xin khẩu súng. Anh lui ra. Ê, thôi không đùa nữa. Anh quỳ xuống. Ôi trời, tôi chết rồi. Quỳ xuống. Ôi trời, sao tôi lại ngu thế này? Trăm năm trong cõi người ta, ở hiền gặp rủi thế là a cay. A cay thì mặc a cay. Mày mà nói nữa là tao phay vỡ mồm. Mày biết đây gọi là gì không? Là gì? Váng bài năng ngửa. Ván bài lật ngửa, đã ngu còn chơi chữ. Im mồm, tao bắn vỡ cái cổng chào của mày ra bây giờ. Chị ơi, chị làm gì mà cứ ngấp lấp ló ở trong đấy đây? Chị ra đây em bảo, ra đây em bảo. Em không chế được nó rồi. Ôi giời ơi, sướng. Sung sướng quá. Thế là chú không chế được nó rồi à? Đáng đời cái thằng cầy hôi. Chị lấy được tiền chưa? Chị lấy được rồi. Em cầm súng rồi, chị đưa tiền đây. Em cầm cho nó chắc nhá. Giờ em bảo thế này này. Ừ. Chị sang quỳ với nó đi. Sang. Ôi trời ơi, vì sao lại thế? Thế là thế, thế thời phải thế. Lúc đầu là bảo là dân tộc hiền lành lương thiện cơ mà. Im mồm. Tao bắn cho một phát bây giờ, thằng kia nhiều lời quá. Ôi này, nghe chị, đừng có giết người trong nhà chị, không phiền cực kỳ luôn em. Lui ra. Bà lui ra. Thằng kia. Mày. Ôi trời ơi. Anh đừng bắn em. Anh cho phép em được nói lời cuối cùng. Em xin anh ơi. Anh ơi. Nói. Mày bắn hộ tao cái. Mày nghĩ tao không dám bắn mày đúng không? Mày bắn hộ tao cái. Mày nghĩ tao không dám bắn mày đúng không? Mày bắn đi. Mày. Bây giờ súng đồ chơi tao nhập phải bán Tết đấy. Thôi. Tao không đùa mặt mày nữa. Đưa tiền đây. Mày ăn được một mình. Mày. Đưa đây. Mày. Đưa tiền đây. Mày. Ôi trời ơi. Hai thằng chúng mày nhá. Một thằng lán cắp. Ngồi lên. Một thằng lán cướp. Từ nãy đến giờ chúng mày hành hạ tao hơi bị nhiều rồi nhá. Bây giờ tao phải hành hạ lại chúng mày. Nhảy đi. Nhảy. Tao không biết nhảy. Mày về bảng tao đi. Tí 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 tí. Thôi. Tao tát cho một phát bây giờ trợ tình nhà chúng mày đây à? Hả? Em không biết nhảy. Nhảy điệu khác đi. Bắt đầu. Quay ra giữa sân khấu cho nó đẹp. Được chưa hả chị ơi? Chưa được. Nhảy tiếp. Chị ơi. Sao? Thế nào? Đã thấy nhục chưa? Dạ chị ơi, em thấy nhục dần rồi ạ. Này thằng kia. Mùi ạ. Chị ơi, em biết em là ăn cắp rồi, nhưng chị đừng vẩy vẩy, cẩn thận nó cướp cò. Nhà tao ở đây vì gì tao phải cướp cò đâu. Ý em nói súng nó có cái cò ấy. À súng này có cò á? Ôi chị ơi, súng nào mà chả có cò hả chị? Chị ơi, chị cứ vẩy vẩy em xin phép được nằm sấp ạ. Không có làm gì. Dạ, nhớ chị có cướp cò em đỡ vãi ra nhà. Thôi. Bây giờ như này, thằng nào bảo cho tao cái cò súng ở đâu, tao tha cho một thằng về trước. Xong rồi tao chỉ giữ một thằng báo công an thôi. Thế thì thằng em sẵn sàng, thằng em sẵn sàng. Mày nói ra là chết luôn hai thằng đây. Mày ngu lắm, mày quên mất cái câu là không bao giờ được bán đứng anh em bạn bè, trừ khi được giá. Bây giờ là lúc đấy. Chị ơi chị cho em mượn khẩu súng, em biết dùng súng. Em sẽ cho thằng cờ hát ho ho sắc cờ hó cái biết thế nào là lễ độ. Tao đổi ý rồi. Bây giờ tao phải đi báo công an cả hai thằng. Chị ơi, chị đừng báo công an. Em xin chị ơi. Em xin phép được làm một nhiệm vụ cuối cùng ạ. Ôi trời ơi, thôi. Cậu nguyện định lừa tôi hay gì? Tôi đi báo công an. Được không chị ơi, em nói thật đấy. Em mà không làm được nhiệm vụ này thì cả cuộc đời em sẽ sống trong ân hận chị ạ. Nhiệm vụ gì? Là vận chuyển thư của một ông anh ở trong tù.
gửi cho vợ của anh ấy bán quán ở đây ạ. Ai? Dạ, bà Mai chủ quán ướp lạnh. Mai, chủ quán cà phê mướp, nghe kìa. À, thôi đúng rồi, úi rồi, đúng là cà phê mướp rồi, em nhớ là có vần ướp ạ. Đưa thư đây. Dạ vâng, đây ạ. Ôi thế chết, đây là mấy cái tăm em xỉa răng ạ. Úi dồi. À, thư, 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 nằm đây ạ. Ờ, dạ đây ạ. Sao mày lại cất thư vào đấy? À, chả giấu gì bà chị, tất cả những gì tinh túy nhất của thằng em đều nằm dưới bộ răng này ạ. Thế là tao đọc. Xong. Ô, chị ơi, sao chị đọc nhanh thế? Thì thư nó viết thế, chị đọc thế thôi. Ô, em thấy là ông anh em nhấp nha nhấp nhổm trên cái sập bê tông mất mấy đêm trăng. Thế mà nặn ra có bằng đấy chữ thôi á. Thế mày không tìm mày đọc đi. À, em xin phép được đọc ạ. Để tao đọc cho. Tao là chuyên gia đọc đấy. Ơ, nặng ờ. Vợ ơ, nặng ờ vợ. A, x, a, xa. Ơ, nờ, hát. Mày đọc thế đến sáng mai à? Trong buồng người tao là thằng đọc nhanh nhất đấy. Để tao đọc cho. Dạ em xin phép chị ạ. Ờ. Vợ xa nhớ. Vợ là chị đây. Rồi. Em đừng cho thằng cầm lá thư này vay tiền. Ký tên anh. Ờ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi chị ơi, bây giờ em mới phát hiện ra anh nhà lại có tài tiên tri, tiên đoán trước được sự việc ấy. Lại còn biết không cho mặt thằng kia vay tiền nữa. Này, mày ăn ở thế nào mà để cái tao nói thế? Không tính nhục à? Này, cái thằng cầm bức thư ấy là mày ấy. Ôi trời ơi, anh ơi, bao nhiêu năm em cơm mừng nước rót cho anh. Thế mà cuối cùng anh lại đối xử với thằng em như thế này à anh ơi? Chắc là mày phải sống thế nào thì đại ca mày mới đối xử với mày như thế. Này, lý luận hay lắm. Trông mặt mũi sáng sủa, tại sao đi ăn cắp? Hả? Chị ơi em... Tao sẽ đi báo công chị an. Chị ơi chị đừng này. Báo công an. Chị báo công an, em không dám về bản đâu. Thế biết xấu hổ thế sao mà đi ăn cắp? Em cũng ở trên bản xuống, dưới này đi học, nhưng ra đến bến xe thì bị kẻ gian móc sạch hết tiền. Quận qua em định vào đây kiếm mấy đồng đủ tiền vé xe về quê ăn Tết. Chứ cái bụng em không muốn thế đâu. Em gửi lại chị. Thôi mày cầm ấy đi. Chị ơi. Ok. Này. Cái bụng em biết lỗi rồi mà. Bỏ tao tóc tắt nhá. Chị ơi em biết lỗi. Chị ơi. Gì? Sao tay chị khô ráp thế? À tay chị khô là được. Để chị cầm súng. Chị ơi chị. Sao chị cười nhăn thế? Chị cười nhăn vì đời chị ít lăn tăn lắm. Chị ơi chị, sao mắt chị to thế? À mắt chị to là để chị nhìn đời cho nó rõ. À mặt chị ơi. Mày hỏi lắm đấy hả? À, mày tin mày hỏi có nữa tao bắn vỡ lỗ mũi mày không? Im mồm, ngồi đó. Vật cái gì? Tại sao đi ăn cướp? Chị ơi, chị nhìn thằng em xem. Đói quá nên phải làm liều thôi chị ạ. À. Chứ em không muốn thế này đâu. Nhục nhã lắm. Chị ơi, giờ thì chị báo công an đi. Mà chị báo công an thì chị báo sớm sớm, để em kịp giờ ăn tối với các anh ở trong đấy. Đưa cái răng bẩu ra tháo nốt nào. Để em tự tháo á. Ôi giời ơi, gớm tôi biết ngay mà. Thằng vui chó. Ô. Sao chị biết em? Ừ. Ôi ôi. Thảo nào em cứ ngờ ngợ. Đại ca. Đại ca ơi trời ơi. Ồ, ngay từ đầu em đã nghi nghi rồi. Tay thì khô ráp nhá. Mắt thì chỗ lồi ra. Chắc son chắc phấn vào nhìn như con ma ở trong rừng. Chị ơi, tại sao chị phải giả gái như thế? Anh giả gái thế này là để thử thằng đàn em của anh. Ô. Anh biết ngày hôm nay nó ra tù, kiểu gì nó cũng vác mặt đến đây. Mà anh đã nói với chú rồi, là ra tù ấy thì kiếm cái việc gì tử tế mà làm. Vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Em xin lỗi đại ca. Thôi được rồi, bây giờ anh nghe anh nói đây. Không có con đường nào bền vững hơn việc lao động bằng chính đôi tay của mình. Anh hoàn lương rồi, có cái quán nước nho nhỏ đây để mưu sinh. Nếu các chú chưa có việc thì về đây làm với anh, có đồng ý không? Ôi, đại ca!
Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là một tiết mục đặc biệt của chương trình hôm nay với sự hóa thân thú vị của ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Dương Hoàng Yến và các nghệ sĩ trẻ. Chúng ta sẽ cùng hiểu hơn về giá trị của cuộc đời, của mỗi một giây phút được sống. Hãy sống làm sao để không bao giờ phải hối tiếc. Mời quý vị cùng nghe ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời. Sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Bà ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa bà rồi tôi biết yêu thương nên khi yêu nhau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Chắc hẳn mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều cảm thấy thật hạnh phúc khi chúng ta có thể làm những điều chúng ta muốn, đi đâu thì đi, muốn gì được nấy. Tuy nhiên đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ chợt nhận ra mình thật cô đơn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ao ước có được sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc của những người khác xung quanh mình, bên cạnh mình. Lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng giá trị cuộc đời này đâu phải chỉ trong một mình chúng ta. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm với tựa đề
Bác Thằng Bình gặp thần Lưu Ly. Trời đất ơi, công nhận cái nhà đi bao nhiêu năm cũng vậy, làm như có nhiều đồ đạc bán nhậu hết, sao nhà trống quơ trống quất vậy trời. Ông thầy ơi, ai 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 mới sáng sớm rủ chồng tôi nhậu nữa vậy trời. Chị Tư, trời ơi, năm bài cao lâu quá còn sống hả? Năm mới gặp bà nói câu chuyện nghe vô duyên dữ trời. Không, ý tôi nói là còn nguyên đó, không có biết nào hết à. Ấy ổng đâu mất tiêu vậy? Ổng chắc đi nhậu rồi, thôi ngồi đây nói chuyện cho. Vậy hả? Ơi lâu quá về gặp thăm anh chị, nghe bạn bè nó nói ổng lúc này ổng nhậu rượu đế mà uống sáng trưa chiều tối ghê quá vậy. Tao nói rượu đế giờ uống quá trời uống luôn, giờ tao chuyển cho ổng uống bia. Uống bia nó nhẹ nhàng hơn, giờ bỏ rượu rồi. Vậy hả? Thì tốt quá, bữa nay tôi qua tôi khuyên ổng cho ổng bỏ nhậu luôn. Rồi bây giờ ông mà làm được vậy tôi mừng lắm luôn á. Thôi rồi ngồi chơi để tôi đi chợ. Đi chợ hả? Ngồi chơi với ổng đi chứ. Để kiếm ổng xíu về. Ổng về sao hả? Tư ơi, ra ra coi ai nè. Bưng chén chén rượu đào mà rượu đào, nửa say mà nửa tỉnh, xuống sông sông kêu đò, đò đò ơi, đò đò ơi. Thằng lái đò là mà dám chở ổng trời. Nhìn ra ai không? Bạn thân. Bạn thân. Nhìn ra. Ô, bạn thân mà thân ai nấy lo. Bị bà đó mà, bạn chí cốt này, nhìn kỹ coi, xịn quá phải không? Ôi, bạn chí cốt. Đúng rồi. Mà cốt ai nấy hốt. Ông giỡn hoài, tôi với ông ngày xưa ông nhớ kỹ lại coi, hai thằng là như một luôn á. Hai thằng mình như một. Đúng. Mà một mất một còn. Nội điểm xịn quá sao trời. Thôi nói chơi vậy chứ, năm bài cao đúng không? Đúng rồi. Năm cờ bạc nổi tiếng, trời ơi. Vô đây, vô đây, vô đây. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi mới gặp ra, trời ơi, khỏe không? Bỏ cờ bạc chưa? Bỏ cờ bạc mấy năm nay rồi, làm ăn đàng hoàng rồi. Nè, bây giờ Tết nhất nghe cũng đừng có cờ bạc nghe. Không có được đâu. Anh rượu đế nè, mới gặp bạn nghe bà rên nè. Rượu đế mà sao uống sáng trưa chiều tối, ruột gan là chịu nổi vậy? Bây giờ không ai uống rượu đế hết á. Hả? Uống qua cái khác ngon lành mát mẻ hơn nhiều. Ủa, uống qua cái khác là hả? Uống bia hơi. Ú, năm nay giàu có uống tới bia hơi luôn. Đâu có cần giàu có mà uống được bia hơi. Chứ sao? Chú Năm mày không nghe chiến hữu bạn bè tôi nó nói. Nói gì? Nó nói người ta giàu, người ta đi xe hơi, người ta uống bia ôm. Thì đúng rồi. Mình nghèo, mình đi xe ôm, mình uống bia hơi. Mày làm đi, trời ơi. Ngồi xuống đó luôn rồi hả? Trời đang đổ trời làm. Rồi chơi luôn. Phải uống miếng bia đi nghe không? Bia hơi. Thôi vậy em uống mình không đi. Sao vậy? Cái gu tôi là cái gu rượu, vậy bia nè, đi không? Tôi nói nè, đừng có coi thường mấy người ăn nhậu. Sao hả? Ta ăn nhậu ta chè chén nhưng mà ta trí thức. Trí thức là nhậu sao? Chưa biết cái văn hóa ăn nhậu hả? À? Tôi nè, cái văn hóa ăn nhậu của tôi là anh em bạn bè. À. Gặp nhau ăn nhậu, kể chuyện đời cho nghe. Ừ. Tâm sự những công việc của mình đang làm. Ghê vậy. Sau đó rảnh rỗi là tụi tôi còn làm thơ, làm văn, đối đáp ca dao tục ngữ nữa chứ bộ. Trời ơi, thôi lên đi ngồi đi em nội. Nhậu trí thức là nhậu kiểu vậy đó ông nội. À, nhậu trí thức là nhậu có làm thơ, làm văn rồi vậy hả? Bữa nào cũng vậy. Thấy tôi không? Nói tôi làm bây giờ là ở nhà ở không mà nghiên cứu làm thơ. Hay không? Ừ. Thôi nói không tin đâu. Bữa nay sẵn đây anh nói anh làm thơ được, tôi thử tài thơ văn chơi luôn. Thử hả? Tôi chọn bài thơ, tôi đọc câu đầu, anh sửa câu sau. Nội dung của anh sửa là buộc, nghe cái chỗ buộc nè. Buộc hả? Nói về cái thói hư tật xấu của anh là nhậu nhẹt. Còn tôi nói về cái thói hư tật xấu tôi là cờ bạc. Ai sửa không kịp là bỏ rượu, bỏ đánh bài vĩnh viễn luôn. À, dám chơi không? Rồi chơi chơi gì đâu trời. Chơi không? Rồi chơi. Chấp anh ra thơ trước tôi sửa cho. Sửa ra phải không? À. Cái gì cũng được nha. Cái gì cũng được. Thơ văn cây dao luôn. Trâu ơi ta bảo trâu này. Xí 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 xí. Xí gì? Cái này nói về động vật làm sao có cờ bạc được. Có làm sao miễn có cờ bạc thôi. Cái gì đó mới hay chứ. Châu ơi, châu ơi, ta bảo châu này sửa câu sao? Châu ơi, ta bảo châu này. Ừ. Có luôn, châu ra ngoài ruộng đánh bài với ta. Có cờ bạc đó. Châu bò mà nó rủ đánh bài luôn là mày hết đó. Thuốc rồi. Tới anh nè, nghe cho kỹ. Làm trai cho đáng nên trai. Nhậu nhẹ đâu? Làm trai cho đáng nên trai. Đâu sao có nhậu? Đi đâu cũng có cái chai bên mình. Sư phụ. Tôi nè khỏi sư phụ. Làm trai cho đáng nên trai. Xí cái này ông mới tôi mới ra rồi mà. Nhưng mà làm lại. Làm trai cho đáng nên trai. Làm trai cho đáng nên trai. Lẹ lên. Đi đâu cũng dắt bộ bài sau lưng. Câu này mới là bỏ nhậu nè. Nghe cho kỹ nha. Ông bà ta thường nói
Đất lành chim đậu bị rồi. Đất lành chim đậu bị được không? Chim chưa kịp đậu đất nhậu luôn chim. Đất đây là đất xây khách sạn như ta đâu chơi ôm không. Chim bay là bắt nhậu liền. Thì gớm à. Bởi vì nhậu nhẹt hoài à, thấy không? Bây giờ nè, uống miếng đi. Không không, cái gu tôi là rượu à, bia không uống đâu. Có không rượu mới uống hả? Không uống phải không? Có rượu không? Có rượu. Có rượu hả? Đâu? Tôi giấu bà xã tôi. Giấu ở đâu? Tôi giấu, tôi chôn ở dưới. Ở dưới cái tủ thờ. Ông chôn kỹ quá vậy? Rượu quý à. Rượu đế mà ngàn năm rồi. Vô lấy ra liền, lẹ lên. Ngồi đây chờ nha. Rồi. Tôi cái bia này là tôi trá hình à, với bà. Trá hình thôi. Đừng có nói bà nghe nha. Rồi, đến tôi cánh nha. Trời ơi, bữa nay có rượu quý ngàn năm. Ôi trời, cũ kỹ vậy. Rượu này chờ miếng rồi thơm không? Rượu này là thời Minh Mạng luôn. Ôi trời ơi, còn ngoài mà còn nghe thơm luôn trời. Rượu này uống vô là ông uống bà khen. Là uống vô là phê vậy hả? Phê lắm rồi. Hay. Uống mấy tay hả? Lấy cái ly. Trời đất ơi. Bả gì? Đi chợ mà tao nói hả, bỏ quên cái vỏ. Tại anh không đó, tôi nói chuyện với anh xong rồi tới. Trời, làm gì đứng nghiêm trọng quá vậy? À, ông nói ông tôn trọng chị lắm. Trời, lúc nào cũng tôn trọng chị. Phải được, vậy tôi mừng hết sức vậy đó. Nè, tôi nói ông á nha. Ở nhà đừng có nhậu nhẹt nhiều giùm tôi, cái uống bia uống ít ít thôi, vài ly thôi. Cái tật á là có bạn bè lại là hay mua rượu về nhậu à? Không có đâu. Mình ông bia cơ mà. Mình đi chợ. Đi chợ coi chừng rớt một ruồi nha. Tầm bậy tầm bạ không à. Tôi nói rồi đó, ở nhà anh nhớ ngồi đừng có cho uống rượu giùm tôi. Đi chợ quên cái vỏ hả? Quên cái vỏ. Trời ơi. Đi à. Trời, tôi không ngờ vợ tôi bây giờ nó có mắt mà như mù vậy trời. Là gì? Tôi đứng tôi che cái bình rượu này nó không thấy trời. Hay ha. Bà để ý cái mặt ông không à? Vậy hả? Để ý gì nè? Sao tự nhiên bà quay về vậy ta? Bà quay về là do ông. Ông ăn ông nhậu quá rồi bà nghi ngờ bà quay về chứ gì? Không phải nghi ngờ là cái bình rượu này đâu. Chứ nghi ngờ gì? Bà nghi ngờ là ông rủ tôi đi nhậu hát karaoke. Bà ghen. Bà ghen? Ồ, giờ bà sinh tập bà ghen hả? Vậy là ông có bồ nhí rồi đúng không? Tôi đâu có bồ nhí. Thế sao bà ghen? Bà ghen dữ lắm. Bà ghen vụ gì? Mà bà toàn bà ghen cái đồ vật ở trong nhà không hả? Ủa sao bà ghen bệnh ghen hoạn quá vậy trời? Có bữa bà ghen với cái ca nè. Có bữa bà ghen với cái chổng tre nè. Trời ơi. Mới hôm qua bà ghen với cái tivi. Ủa tivi của bồ tặng hay sao vậy? Không phải. Chứ sao bà ghen? Cái tivi này á là tivi của nhà tôi. À. Mà nó hư. Hư rồi. Nó bị hỏng rồi. À. Tôi mới đem ra tôi sửa. À sao? Tôi ưa làm thơ mà. À. Tôi ngồi tôi sửa cái tivi mà tôi làm thơ vậy mà bà ghen nè. Nghĩ mà ta tiếc cho cái thân ni. À, thân ni là thân anh đó đúng không? Thân ni là thân tôi đó. Rồi. Vợ thì đời cũ mà tivi là đời đầu. À. Đêm về ta lại thêm sầu. Sầu ví dụ gì? Vừa sờ vừa nắng mà màu không lên. Tivi hàng xóm nhà bên. Nhà bên sao? Mới sờ tới núm mà màu lên ầm ầm. Đêm về ta lại mong thầm. À, mong gì? Ước gì mình được sờ nhầm tivi. Ủa già. Bà chưa quánh đâu là mai. Ông có tư tưởng ngoại tình với nhỏ xách vách là đúng rồi ngoại ơi. Ghê quá. Rồi bà ghen bóng ghen gió thôi chứ nói gì đâu. Ê, ê, cho hỏi thăm nè, nói nghe nè. Cái gì? Giờ chú em mày có vợ, có gia đình trước tôi. Hơn trước anh 5 năm lần á. Bây giờ cho tôi cái, tôi xin cái ý kiến coi. Kinh nghiệm phải không? Hỏi kinh, không? Kinh nghiệm coi. Hỏi gì tôi trả lời cho. Ê, sao người ta nuôi con gì cũng chết mà mình nuôi con vợ nuôi hoài không chết không? Chị Tư. Trời cháu ấy nha. Trời ơi, cái trời, ông sợ vợ quá thôi, ông kêu bả bằng má luôn đi ông ơi. Má hả? À. Ê, tôi thấy kêu bằng má cũng được chứ có gì đâu. Ủa được luôn hả? Kêu má có gì không? Kêu bằng má đêm á có lợi lắm. Có lợi sao? Mình nằm kế bên bả mình kêu. À. Má. À. Mẹ. À. Cái mình xin gì bả cũng cho hết. Nửa đêm gà gáy em xin gì? Tôi xin tiền. Xin tiền chi? Xin tiền mua bánh bao. Tối là ta thèm món bánh bao. Hay quá. Thôi nhậu đi đừng nói nhiều đó. Bánh bao không biết rồi. Thôi mở ra. Trời ơi, công nhận y thơm quá. Trời ơi. Ủa, nghe nói ai thèm bánh bao vậy? Mới đi về nghe nói ai thèm bánh bao. Tôi thèm bánh bao. Ông thèm bánh bao hả? Tối cho anh. Ủa đi chợ mà sao về hoài? Chợ sao về hoài á? Quên tiền. Trời ơi, quên tiền sao mua đồ được? Trời ơi. Bà quên hoài hả? Đâu rồi? Đổ rượu hết rồi ông ngậu lên. Bà ra kìa.
Gì vậy? Hình như ai mới đổ cồn phải không? Không phải, rượu. Ở đâu? Ở đâu ra rượu? Này nè. Tự nhiên ta... đúng là rượu. Hồi sáng té xe nó bị chật cái tay, mới bóp rượu thuốc nè, trời ơi, bởi vì hôi lắm. Mới té xe hả? Ráng giữ sức khỏe nha. Dạ dạ. Thôi đi chợ đi. Đi chợ chứ để nó thấm hết à. Đi chợ lẹ lẹ đi để nó thấm. Thôi tôi đi chợ nha. Trời đất ơi, cha ơi là cha. Tự nhiên chợ chợ ông bán cái của tôi không lanh là phát hiện ông nội mày, ông nội mày bây giờ này đây đây đổ hết trơn bình nữa, bình rượu rồi nữa bình đây mà bà cứ đứng hoài à, để nó thấm xuống đất làm sao mà hốt được. Còn nó còn ấy thôi, mày dư gian gian lên làm gì vậy? Để tao bò tao liếm con lại cha, cha ghiền quá đáng à. Không phải cắt cổ không bằng đổ rượu mà. Còn nhiều uống nhiều làm quá. Còn nhiều uống nhiều. Nhưng mà lẹ lẹ tranh thủ chứ để bà về là chết luôn á. Thôi chịu không nổi luôn rồi. Trời ơi, thấy chưa, tôi bắt quả tang rồi, khỏi chối nữa nè. Ông hứa với tôi thì sao? Hứa với tôi là uống bia uống vài ly thôi. Rượu mà ông uống như vậy, ông bệnh hoạn rồi ông chết, vợ ông ai lo? Này lo. Gì vậy? Con sai thì này sai. Bà sẽ bán cái tôi hoài giảm đổi. Không phải tại ý tôi là giống như là nó là bạn thêm bạn gần gũi nhất, thì nếu mà tôi có mệnh hệ nào thì nó lo cho gia đình mình. Thôi khỏi đi, không có. Ông không giỡn đâu nữa hả? Ông nhìn trong nhà này đi, từ ngày mà ông nhậu nhẹn tới bây giờ hả, nhà cửa còn gì không? Bán hết rồi, còn có cái chõng tre này thôi à. Ông nhìn cái quần mặt cũng của tôi luôn. Trời ơi, mặt quần mặt. Biết là người ông có phải là con người nữa không? À, được rồi, ông nhậu đi. Ông nhậu đi, mẹ con cứ để giống vừa lòng. Tin. Để tôi nói cho ông xỉn, ông nói đâu chị Tư. Thôi lỗi đầu đuôi cũng do tôi qua mới sinh ra cớ sự này. Thôi bây giờ vậy nè, để cho chị an lòng ha. Bây giờ năm mới rồi, ông thề cho mấy một con bỏ rượu đi cho bà yên lòng đi. Thôi thề đi, để tôi thề cho mình yên tâm đó. Thề đi. Tôi thề nha. À, từ đây trở lên không nhậu. À, từ đây trở xuống vẫn uống bình thường. Trời ơi, ông giỡn thì cái gì đó. Trời ơi, tôi làm sao giống vậy đâu. Mình thôi được rồi. Anh hứa là hôm nay gần Tết nhất rồi, anh hứa với em thôi thì anh không nhậu, anh không uống rượu nữa. Anh bình là bình chó đi. Ông thề đi, bây giờ ông thề với tôi đi. Anh lo cho vợ cho con, anh hút con rượu đó. Bây giờ ông nói cho tôi biết đi. Ông còn giấu tôi cái bình rượu nào trong nhà này nữa không? Anh thề với em là anh không còn giấu em một cái bình rượu nào nữa, không còn một bình nào hết. Đó. Còn bình này nữa chi cha? Đặt cho đã rồi ông chịu ra lấy. Cái bình rượu này là sao? Anh thề với em là chỉ còn một bình này nữa là thôi, không còn một bình nào nữa. Anh thề luôn. Đặt rượu mà sao không qua lấy với ông nội? Nó để ở nhà có chuyện gì vui mà sao mặt ai cũng hớn hở vậy? Vui ông nội mày chứ vui. Trời ơi, tôi giết ông! Trời ơi, tao giết hai thằng bay!
Người ở đâu mà như móc dưới công, còn vào đây pha đám. Mau biến ra kia, không ra ông đây táng cho lật mặt. Con đứng ngay ra ngắm về nghe gì nữa mà không mau chuồn đi. Cút mau đi không sẽ ăn củ đậu bay. Đừng khoe bồ này anh quá to, muốn bồ này mày chiều luôn. Cái sự à? Tôi đang biểu diễn tự nhiên là sọc vào. Này, tôi không biết nhá. Đạo diễn chương trình người ta bảo là đến lượt chúng tôi ra, chúng tôi ra nhá. Các ông có biết bọn tôi là ai không? À không thì kinh rồi, ông là ai? À tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Mô Đen. Còn đây là Tắc Kinh. Chúng tôi là Mô Đen Tắc Kinh. Đấy, nhìn đấy. Xem quý vị khán giả vỗ tay đấy. Thế còn ông là ai? Xin tự giới thiệu, tôi một bộ phận không thể thiếu được trong tất cả các phương tiện giao thông. Đấy là gì? Đấy là cái bô. À tôi biết rồi. Bô đấy à, thằng cháu tôi vẫn để ở xó nhà. Bô này là lỗ bô. Bô lỗ, bô động cơ đốt trong ấy. À my name is bô. Bô rồi. Còn các em đây là? Dạ chúng em là Lây ạ. Ban nhạc chúng tôi là Bô Lây. À, kinh rồi. Bô Lây thì kinh rồi. Bô Lây thì kinh rồi. Này, nhưng mà bọn tôi đang hát nhá, chưa đến lượt các ông nhá. Này, chúng tôi biết không biết, chỉ cần biết rằng là các ông dừng hát là chúng tôi vào. Đạo diễn đâu rồi? Các em à. Vào gọi MC hay là đạo diễn chương trình đây. MC gọi MC đây. Đâu MC đâu? Rồi, phải có một người đây chứ không thể như thế được. Chị ra đây. Vâng ạ, xin chào các anh. Vâng. Chào chị. Bây giờ chị nói cho rõ ràng là tại sao chúng tôi đang hát. Vâng, chúng tôi vừa mới hát xong rồi. Chúng tôi đang tập tành như thế này thì tại sao bây giờ là có một nhóm nhạc khác mà nhảy vào? Thật ra là chương trình không chỉ là này. Để tôi nói cho mà nghe. Tức là thế này, tôi đang biểu diễn mà này, tôi nói cho ông biết. Thông nhất. Các anh có nghe tôi không nhỉ? À dạ vâng. À vâng chị thì chúng tôi nghe. Bây giờ chị là MC. Đương nhiên chúng tôi phải nghe. Đã cần người dẫn chương trình. Mời người dẫn chương trình ra đây. Cũng phải để cho tôi nói một chút chứ. Vâng, chị nói. Vâng, thưa quý vị, đây chính là hai ban nhạc huyền thoại mà chúng tôi mời đến sân khấu của Gala Cười năm nay. Mời quý vị khán giả hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn. Và xin mời hai ban nhạc đi vào. Tôi phản đối. Chị làm ăn cho cẩn thận nhé. Chúng tôi vượt ngàn trùng xa cách đến đây để biểu diễn cho bà con trong chương trình này. Đúng đấy, rồi. Mọi người lại vỗ tay cho mà xem này. Đấy, đấy, đấy. Không. Thế mà chưa biểu diễn chị. Các anh đã nói là để tôi nói, để tôi giới thiệu. Thì các anh phải để tôi giới thiệu chứ. Vâng, các anh phải nghe chị tôi chứ. Chị muốn nói gì thì chị nói, nhưng mà nói phải đúng. Đúng. Chị nói mời chúng tôi vào như thế là không được. Không thể nói cứ thào như này được. Đúng kiểu rồi. Kiểu gì cũng phải thi đấu. Được rồi. Nhá. Ông thích thi đấu kiểu gì? Được trời rồi. Này. Dựa theo trên tinh thần nổi tiếng của hai ban nhạc rồi thì phải thi đấu theo đúng khả năng của chúng ta thôi. Được. Riêng ban nhạc chúng tôi là lên cao vút là họa mi chỉ có cút ra ngoài, xuống mất hút là Hà Bá chỉ có thụt xuống sông. Còn ban đêm mà riêng ban nhạc chúng tôi mà đã hát thì mèo tỏ tình gọi bọn tôi bằng cụ nhá. Thế tóm lại là thích thi kiểu gì? Vật nhau luôn đi. Vật, để tôi vật. Thôi ông ra đi, tôi bảo đấy, mình vật làm sao được với bọn nó. Trông bọn nó khỏe thế kia cơ mà, đen chùi chũi thế kia mà. Hơn nữa này, thế này. Úi giời ơi. Này, nó còn bôi dầu bóng đấy này. Này, ông bảo ai bóng? Đây không phải dầu bóng. Hả? Trước khi hát là ban nhạc chúng tôi nhảy vào cái thùng phi dầu luyên. Này, thế sao không nhảy luôn mà thùng nhựa đường đi cho nó đen chùi chũi luôn. Chứ thế này trông nhòm nhèm lắm. Không phải tỉa đẻo, lần trước nhảy rồi nhưng nó dính mồm không hát được. Thế bây giờ thế này, tóm lại là không thể thi vật nhau được. Đúng. Mà bây giờ để thống nhất cái phần thi ấy, là phải mời chị MC. Tức là phải có một trọng tài. Đúng rồi. Đây, chị mời chị em. Đâu rồi? MC chị đâu em rồi? Chị ơi. Này. Chị ở đâu nhỉ? Tôi ở đây. À, vâng, mời, chị. Mời chị, mời chị. Đây. Mời. Tưởng các anh quên tôi rồi. Vâng. Chị hôm nay trông cứ như con chim mình khuyên mi.
Cũng không phải nói đều. Không mà đỏ từ đầu nít. Bây giờ là chúng tôi nghe ý kiến của chị, nhưng kiểu gì chúng tôi cũng phải thi đấu và phải hát. Theo tôi thế này, chúng ta sẽ hát một bài hát thôi. Chọn một bài hát nổi tiếng rồi mỗi ban nhạc hát một đoạn. Thế là được chứ gì? Được. Được, được ngay, đúng chuyên môn. Trời phú cho chúng tôi một cái cổ họng rất là tốt nhá. Mà lưỡi gà của chúng tôi là khác hẳn lưỡi gà mọi người. Mình là lưỡi người. À lưỡi người. À phải lưỡi gà. Thôi được rồi, lại bắt đầu đấy. Vâng vâng. Bây giờ nếu mà quý vị khán giả đồng ý thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đưa một ca khúc nổi tiếng ra để hai ban nhạc bắt đầu hát. Và tôi nghĩ rằng là sẽ nên chọn ca khúc Happy New Year. Ấy không được, không được, không được, không được. Tôi phản đối. Lại bởi vì cái bài Happy New Year nó là của một cái ban nhạc rất là nổi tiếng. Đúng. Mà chúng tôi đều là những ban nhạc rất chuyên nghiệp. Đúng. Chúng tôi không thể nào lấy bài hát của một ban nhạc khác để hát, người ta gọi là đạo nhạc. Hát xong người ta bảo Bonnie đạo chích, thì chúng tôi không thích đạo chích. Đúng. Các anh lo vấn đề bản quyền, lo vấn đề đạo nhạc chứ gì? Vâng. Tất nhiên là ban tổ chức của Gala Cười cũng tính đến rồi. Ở đây chúng ta chỉ mượn giai điệu của ca khúc Happy New Year. Vâng. Còn chúng ta sẽ hát như một cái hình thức để vui, tặng nhau nhân dịp năm mới. Chứ không phải là chúng ta sử dụng bài hát của họ mà không xin phép. Các anh yên tâm chưa? Thế cũng được. Các anh đồng ý chứ gì? Được, được. Với cả là chúng tôi đã thống nhất trước tất cả mọi người này thì tôi cũng tin rằng đây không phải cái gì mà giấu giếm cả. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, vâng. Chúng ta hoàn toàn có thể thôi mà, đúng không? Bài Happy New Year. Đúng rồi. Này bên đấy có làm được không? Đơn giản, không có vấn đề gì cả. Khi mà chị ấy nói là không có vấn đề gì thì bọn tôi cũng nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Vâng, và bây giờ phần thi đấu của hai ban nhạc huyền thoại Modern Talking và Bonnie bắt đầu. Tôi quy định là bên này là cổ vũ cho Bonnie. Nào, những cánh tay của Bonnie đâu? Rồi, những cánh tay của vũ cho Bonnie đâu? Hồ Văn Tân, Modern Talking. Ông có muốn trở thành ban Modern Thần Kinh không? Sao lại lấy fan của Bonnie ra cổ vũ cho Modern Talking thì ông bị làm sao đấy? Thì ông bị cướp fan à? Nhầm. Nào, bắt đầu nhé. Năm Bình Thân qua rồi, cùng hân hoan mừng vui đón chào. Năm mới sang, năm Đinh Dậu, ngó đâu đâu cũng thấy vui tươi. Chào năm mới, trong sắc tươi hoa đào, mình rủ nhau cùng mua lá dong, gói bánh chưng, luộc bánh chưng, chúc năm nay an khang mọi nhà. Mừng một năm mới đến, mừng một mùa xuân sang, nào cùng nhau hát lên bao khúc ca yêu thương. Chúc cho năm mới luôn tươi vui cùng hạnh phúc ngọt ngào, rất ngọt ngào, quá ngọt ngào. Đến ông đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh như fan của bố nơi đâu? Năm, bốn, ba, hai. Năm ơi, năm con gà, mình cùng nhau treo lên nóc nhà. Chúng tôi đang hát nó trữ tình, nó lãng mạn, nó mùa xuân sang như thế. Ông tự nhiên ông lại rủ nhau lên nóc nhà, bắt con gà rồi xé ra chấm mỡ. Ông hát cái kiểu gì mà phàm phu tục tử quá. Thế tôi hỏi các ông, Tết đây các ông có thắp hương mà gà không? Thôi. Xong các ông có thịt gà không? Thịt gà xong các ông có phải đem ra để đánh nhắm không? Thì người ta bảo rằng là thịt gà xé ăn ngon hơn thịt gà thái. Tôi là tôi thích ăn thịt gà xé. Thôi, phàm phu tục tử lắm. Năm mới ấy, nhưng có nhiều điều lo lắng lắm. Ví dụ như là không dám đi ra đường vì mình luôn gặp dân ốc rêu, say ngất ngây, say tối ngày, sáng say xưa tôi cũng say xưa. Vào nhà nào chúc Tết đều bày rượu bia ra, rồi chủ nhà ép anh em uống cho thật nhiều, uống xong xuôi máu me trầu điên, rồ gà phóng mạt mà phòng tịt mù,
gây tai nạn. Ôi giời ơi. Này, đặc biệt ngày Tết mà người ta gọi là ngày Tết đoàn viên, tất cả mọi nơi đều tụ họp về, anh em có khi cả năm mới gặp nhau. Cho nên là mỗi khi sum họp lại nâng ly cùng dô ngất trời, say bét nghe cho chó ăn chè, có ông kia đứng trên vỉa hè. Đứng làm gì, đứng làm gì, đứng làm gì? Ông đi tè. Đấy, đầu xuân năm mới mà như thế đấy. Này, quá kinh luôn. Này, tôi kể cho chuyện này. Chuyện gì? Ở chỗ tôi ấy, có hai bố con nhà nó. Sao? Đêm 30 Tết, ông con rể mới sang thăm bố vợ. Thế là quý nhau em mở chai rượu ra uống. Hai bố con uống hết hẳn một chai. Thế là ông bố tỉnh dậy vào ngày mùng 7 Tết. Còn ông con rể thức dậy đúng vào ngày rằm tháng giêng. Thấy kia tôi kể chuyện khác đây này. Sao? Xuân mới sum vầy, ngồi cùng nhau từ nay đến mai, chơi rất kinh, chơi suốt đêm, bố con anh em lôi nhau ra chơi. Khiếp, chơi cái gì mà chơi nhiều người thế? Này thì còn ắt bích, này thì còn ba cơ, còn một khe, đánh con này bố ăn phải chịu. Bố ăn luôn, bố ăn ủ luôn, bố hạ cả bài xuống tiền. Mày đánh cho bố ăn ba cây nhá. Ủ nhá, đền lạc luôn nhá. Bố ơi đi. Thôi cái gì? Bố chơi ăn gian vừa đây. Mày ăn gian mới đền luôn còn gì nữa. Không mà mày ăn gian đi. Mày mới thằng ăn gian. Mày, chính mày. Tao là bố mày, tao lại thèm. Tao là con mày mà tao lại thèm. Chúc mừng năm mới. À, chào bác. Hàng xóm sang chúc Tết đây. Vâng. Chúc hai bố con sức khỏe này. Và hòa thuận nhá. Không không, năm nào nhà em vẫn hòa thuận bình thường mà. Tôi sao vừa thấy cãi nhau mà. À không phải đâu, cái thằng này đấy. À thằng nhé, bác xem nhá, em đánh một con gì mà bây thôi, giờ thôi, thôi. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà, cãi nhau đánh nhau chỉ vì cờ bạc đỏ đen thôi mà. Thôi tôi sang tôi rủ nhà ông đây này. Năm mới đi lễ chùa, mình cầu mong một năm phát tài. May mắn nhiều, lộc lá nhiều, bố con anh em thương yêu nhau. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi đi thôi bố. Thôi thôi thôi, năm nào thế, cứ đi đến cổng chùa là tôi lại phải đi về đấy. Tại sao? Ôi trời ơi, nó là thế này. Vừa dừng xe, ba bốn ông lao vào, giành giật nhau là trông chỗ này, trông chỗ kia, gửi giá cao, giá xem cũng 50k. Gửi xe giá cao có phải không ạ? Đúng rồi. Đấy là ở phía ngoài chùa. Ôi trời. Còn vào trong chùa mới kinh. Trong chùa hả? Vào trong sân, năm sáu cô sồng vào, mời xem tay qua cao lá trầu, hay khấn thuê, mời rút què, nếu không xem sẽ biết tay nhau. Rồi thì chuyện viết sơ, nhờ thầy nào cho hay, bởi nhiều thầy quá nên không biết tin thầy nào. Xếp hai bên rất nhôm nhoàm, chật hết lối vào. Lối vào chùa. À, ôi ôi ôi, đây 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 rồi. Ôi trời ơi, có thầy biết sớ đây rồi. Nhờ thầy đi. Dạ, năm mới chúc sức khỏe thầy. Chào thầy ạ. Dạ, chủ dạ. À, vâng, chủ à, hai à, đứa con đi lễ. Dạ, nhờ thầy viết cho cái sớ. Thầy viết chữ Quốc ngữ, chữ Nho ạ. Hỏi vớ hỏi vẩn đầu năm mới. Nhìn cái bảng biển đằng sau ấy. Con nhìn cái gì đâu thầy? Đấy, có cái chùm nho đấy. Tôi là chuyên viết chữ Nho. Hiểu chưa? Viết chữ Nho là phải có chùm nho. Đúng rồi. Này, ông bên kia kìa. Này, nhái hàng tôi, hiểu chưa? Nhưng mà chùm nho đấy xanh lắm. Nhìn chùm nho của tôi nè. Đấy. Thế là thế nào? Tím thâm vào, thế người ta mới gọi là thâm nho. À, thế còn nhà bên kia thì người ta gọi là xanh nho. Thôi, thầy biết đi cho. Tên là gì nhỉ? Dạ, Vũ Tự Long ạ. Long Vũ Tự. Thầy ơi, sao thầy lại viết ngược ấy? Nho nó phải lộn. Nho nó phải lộn. À, nho phải lộn. Câu gì nhỉ? Dạ, câu tài cầu lộc ạ. Cầu tài cầu tấn tài. Tấn Lộc, Tấn Vinh Hòa. Dạ vâng. Được quá. Con câu. Dạ, Thắng Đặng Quang ạ. Đặng Quang Thắng. Sao lại thế? Nho nó phải lộn. Nho nó phải lộn. Câu gì? Dạ,
cầu tình duyên thầy ạ. Tấn tình, tấn duyên, tấn huyền thuyền. Ôi, sao lại tấn huyền thuyền thầy ơi? Tình yêu mà. Cứ nói thôi tôi không biết. Ê, thầy. Thôi. Trẻ người non dạ có gì trai thì thầy chỉ. Đâu phải đùa. Thầy chỉ cho. Một ngày là tôi chỉ viết có 20 sớ thôi. Vâng. Chứ không phải đùa đâu. Không phải ai đến tôi cũng biết đâu. Thôi thầy bỏ qua. Tôi nhìn mặt thế này là cũng khoảng ngoài 40 rồi. Dạ đúng rồi. 49 chưa? 49 rồi. Vâng. Thế thì 53 sắp tới đấy. Dạ vâng. Đúng rồi đấy. Thế này mà chưa có tình duyên đấy. Tôi viết cho Tấn Luyên Thuyên, tức là cậu Luyên Thuyên gái nó vẫn theo. Thế hay quá, đây. Đầu xuân năm mới. Dạ vâng. Hai cậu mỗi cậu một cái bì màu đỏ cho nó tươi. Vâng, cảm ơn thầy. Cầm lấy, cầm lấy. Cảm ơn thầy. Bên này là công danh tài lộc. Dạ. Còn bên này là tình duyên nhá. Này, ra đây. Thì cái này bên này là công... Cái này thì cái nào của ông, cái nào của tôi nhỉ? Sao lại giống nhau thế này, làm sao mới biết được? Thầy ơi! Cái gì? Thầy cho bọn con hỏi cái. Thì hai cái này thì là cái nào là tình duyên, cái nào là tài lộc ạ? Mỗi thế mà cũng... Vâng, thầy xem hộ. Không, không... Cái này là ai viết sao lại đưa tôi? Ôi trời, thầy vừa mới viết ở đây xong mà thầy bảo ai viết? Tôi vừa viết hả? Vâng, thế thầy không đọc được chứ thầy vừa viết à? Ôi các bác ấy, có phải em vừa viết không nhỉ? Vâng, hóa ra em viết. Vâng. Cậu tên là gì? Dạ Vũ Tự Long. Đây. Dạ. Cái này là của cậu đây này. À, dạ, đây này, hình con rồng đây này, xoáy một cái đây này. Dạ, rồi bay trên mây đây này. Không có thầy thế này mình không biết. Đây của cậu đây. Vâng. Đây nhá. Này ông à. Hả? Của tôi cũng xoáy trên mây này. Giống nhau. Ừ. Thầy ơi. Thế Quang Thắng Tự Long là giống nhau hết à? Sao lại giống nhau? Đây thầy xem. Thầy biết như kiểu sao y bản chính ấy. Sao cũng xoáy này, cũng xoáy này. Thôi thế này nhá. Quá. Đầu xuân năm mới, các cậu là cứ đặt lên bàn thờ, lúc sau thì hóa. Vâng. Lúc cháy bùng lên thế thì các cụ ở trên sẽ chứng hết nhá. Này, thầy ơi. Tại sao lại thế? Là bởi vì lửa bịp thôi à, biết nho nhẹ gì. Vì mục tiêu là moi móc tiền, chặt chém tiền, thu giá cao. Có bao đôi lễ xong. Sao mà thầy? Có bao đôi là đang yêu thương nhau. Vâng. Nhưng mà đi lễ chùa rồi viết sớ rồi cứ tin vào những cái điều đấy. Thế sao sao ạ? Cho nên là có bao đôi lễ xong chia tay. Đấy, cứ tin cho lắm vào. Thôi. Tôi thấy từ nãy giờ mình toàn kể những cái chuyện mà ai nghe cũng thấy chán ấy. Bây giờ năm mới mình phải kể cái điều gì tốt đẹp chứ. Vậy thì chúng ta phải rút kinh nghiệm trong năm mới, phải không các bác? Là năm mới phải nhìn vào những cái gì nó hay hơn, nó tốt đẹp hơn. Dành một tràng vỗ tay cho năm mới. Tết đến, Tết chúc cho ông bà cùng cô dì chú bác. Tết đến, Tết chúc cho anh chị người thân cùng các cháu. Tết cùng sum vầy sum sướng về muôn nhà, hạnh phúc cùng gia đình đầm ấm yên vui. Tết đến cứ hát ca ấy, thế nào loanh quanh luẩn quẩn nó lại vang khắp nhà. Tết đến chúc an khang muôn nhà, từ Nam về tới Bắc. Tết đến chúc năm nay phát tài, cả năm tiền chất đống. Gió mùa xuân về, thời tiết đẹp vô cùng. Chúc cả năm liền, mùa màng sẽ sinh sôi. Sướng quá đi, trời con gà. Quý vị, cuộc sống luôn luôn phong phú, đa dạng và nhiều sắc màu. Và có những câu chuyện mà mỗi khi gặp phải, ngay cả người tinh khôn nhất cũng cảm thấy ngỡ ngàng rằng không ngờ chuyện đó lại xảy ra với mình. Tuy nhiên, cuộc sống là như thế. Và sau mỗi một câu chuyện, mỗi người trong chúng ta lại rút được một kinh nghiệm nào đó. Và đó chính là nội dung trong tiểu phẩm mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn theo dõi sau đây. Tiểu phẩm với nhan đề Món nợ khó đòi, với diễn xuất của các nghệ sĩ Hoàng Sơn, Thúy Nga, Xuân Nghị, Hoàng Linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay lẹ lên. Ui xa. Sao vậy ba? Sao vậy ba? Sao ba? Ba có sao không ba? Con mắt mày để ở đâu mày dậm vô chân của ba đi. Con tập trung con búa nè. Thì ba phải tự ba né chứ. Anh nói gì vậy anh hai? Ba của mình mà. Ba già cả, ba yếu ớt rồi, ba bị trì tiết tấu rồi. Bây giờ không lẽ anh quơ mà trúng cổ ba anh cũng để yên à? Anh phải biết nương chứ. Nè. Mày làm một hồi là mày chém cái búa này vô đầu của bố mày nha. Nha. Tới đó được rồi, đi đòi nợ. Mà hồi sáng giờ cứ đi vòng ở đây hoài. Tìm cái con nợ đâu? Con nợ ở chỗ nào? Phải chỗ này không? Đúng rồi. Phải ở đây nữa không? Đúng. Tại sao con biết ở đây? Đây nè, bà có đưa cái cạc visit cho mình nè. Đúng chỗ này rồi. Đúng. Bà Nga Hèn đâu? Nga Hèn đâu? Nga Hèn đâu? Ta là Nga Hèn đây. Xin giới thiệu, ta chính là Nga Hèn. Ủa có đúng không vậy ba? Ủa sao bà xuất hiện thấy cha con mình hèn hơn bà vậy? Định hình được chưa? Rồi đứng bàn bạc đi. Tôi đi khi nào tìm được đúng Nga Hèn rồi trở lại. Bàn nhá. Bạc đi ba. Bàn bạc đi. Đứng lại. Bà có phải là Nga Hèn đúng không? Trời ơi, nãy giờ ta đã nói rồi. Một lần nữa, ta nói một lần cuối, ta chính là Nga Hèn. Mày là ai? Mày đi đâu đây? Dạ con đi đòi nợ. Ai thuê mày? Dạ thằng em con nó thuê con. Còn thằng kia, mày là ai? Mày đi đâu đây? Đi đòi nợ. Ai thuê mày? Ba con á. Mà phải đúng là Nga Hèn không? Đúng, ta là Nga Hèn đây. Ủa sao hồi xưa con nhớ ba mặc đồ xấu lắm mà sao giờ ba mặc đồ sang trọng dữ vậy ba? Đúng rồi, hồi xưa ba mặc đồ nó nghèo nàn lắm, nó hèn hạ. Sao sang trọng đẹp quá vậy? Tại vì ngày xưa ta nợ ít nên ta mặc đồ đẹp ít. Bây giờ ta nợ nhiều nên ta phải mặc đồ đẹp nhiều. Hiểu không? Không. Hoang mang quá trời. Tôi cũng không hiểu. Ta giải thích này nhá. Ừ. Ngày trước á, thường là mấy người nghèo người ta hay nợ. Ừ. Nhưng mà cái xã hội thời buổi này á, chỉ có những người nợ là ai? Là đại gia. Đại gia là đại nợ. Đại nợ thì phải sao? Thì phải khuếch trương lên, mặc đồ hình thức vào, ăn mặc lòe loẹt đồ hiệu, đi xe này xe kia, nhưng mà thực chất ra là đại nợ, hiểu chưa? Ủa ba, hồi nãy con hiểu chút xíu mà ba nói một vòng hồi lát con không hiểu luôn đó ba. Không hiểu hả? Không hiểu. Chưa hiểu luôn. Bây giờ ví dụ cho một lần cuối cùng nha. Ừ. Bây giờ này, anh này, tóc ít đúng không? Anh gội xà bông ít, còn tôi tóc dài. Bà gội xà bông dài. Đồ điên. Có cái xà bông nào là xà bông dài trời. Bởi vậy nhiều lúc ba mở miệng tụi con không dám nhận tụi con là con ba luôn á. Ba giải thích hồi không có hiểu gì, nói đơn giản dễ hiểu đâu. Dạ. Để làm vòng này, vòng này, vòng. Này, đây, cạc visit của tôi đây nhá. Ừ. Cứ bàn bạc đi. Khi nào mà xong hết rồi á, định hình được rồi á, điện thoại cho tôi. Ừ. Rồi tôi quay lại trả nợ nhá. Dạ, đi nhá. Dạ, chị đi mạnh khỏe nha. Ừ. Đứng lại. À, đó, bà là con nợ mình mà. Đứng lại. Tôi hỏi bà, 20 mấy năm đó, bà đi đâu? Hả? Bà ở chân trời góc biển nào? Này, bây giờ cái người mà hỏi là tôi chứ không phải là ông nha. Tôi hỏi ông đây này, mấy chục năm nay ông đi đâu? Ông đi đâu mà để tôi đi kiếm ông? Khắp các nẻo đường phù sa, tôi muốn đi trả nợ cho ông mà ông ở đâu? Trả lời cho người ta biết đi, ba ở đâu vậy? Ủa, ba ở đâu? Ba ở nhà tụi bay á. Ủa? Ba ở nhà hai đứa con mà. Dạ. Rồi lúc đó hai bay ở đâu? Ở nhà. Ủa, ba. Ở nhà ba. Ủa vậy mình ở chung nhà mà. Ở chung nhà. Ai ta về một nhà. Hết rồi mê trong một giường. Đúng rồi. Ba cha con mình ở chung nhà. Ba cha con mình chung bà, nhà. Bà không biết. Rồi cha con ở chung một nhà. Đấy cứ cầm cạc visit đi. Khi nào họp xong, hát xong, điện thoại cho tôi quay lại trả nợ nhá. Dạ. Thôi bà. Nè. Cái trò này cũ lắm rồi nghe chưa? Nha. Bây giờ không có nói nhiều. Bà nợ tôi thế nào bà nhớ chưa? Bà nhớ chưa, tôi cho bà nhắc lại đó, nhớ chưa? Trời ơi, sao em không nhớ được anh Sơn? Anh Sơn nói cái vụ mà em nợ tiền anh thì bao nhiêu năm nay em vẫn ghi khắc trong lòng. Ừ. Nhưng mà mình không có cơ hội để mình trả. Đây, con, hai con lại đây, cô kể cái chuyện sự tích nợ nần với ba con như thế nào? Sao cô? Ngày trước ấy, lâu lắm rồi. Dạ. Ba con làm cái nghề bán cháo lòng.
anh hỏi đấy, cái cháo lòng anh ăn ngon không? Không biết ba con nấu nấu cháo mà cái huyết nấu bằng cái huyết gì mà trời ơi nó béo mà ăn nó thơm quá trời, mà ông bán rẻ lắm nha con. Dạ. Con ba anh một tô cháo bao nhiêu nhỉ? Lạ thì 15.000 nhưng mà quen như bà thì 12.000. À đấy, có 12.000 một tô thôi. Dạ. Mà cô nghiện cái cháo nhà ba con, ngày nào cô cũng đến cô ăn, ăn xong là cô trả đều đặn như vắt chanh vậy đấy, đúng 12.000. Thế một ngày kia cô có chữa, cô dạ. cũng thèm ăn cháo. Rồi cô đến quán ba con cô ăn, vừa ăn được 2 thìa, tự nhiên cái bụng nó đau. Cô cứ tưởng là cô ăn cháo cô bị cái bụng nó vấn đề, nhưng mà ngồi nhìn kỹ lại thì là bụng nó chuyển dạ con ạ. Thế là phải đưa đi bác sĩ. Ngày hôm đó chính ba là người đưa bà ra xe để đi dùng bệnh viện đẻ đó. Có ba con cao thượng, ba cao thượng ba. Ba con tốt lắm, đưa cô đi đẻ ngay. Dạ. Thế là cô vào cô sanh nở, có em bé xong, bận rộn thời gian chăm em bé, đâu có thời gian mà đi trả nợ cho ba con đâu. Thế quên bén bố nó 12.000. Mười mấy năm trời, quên luôn. Thế bây giờ gặp lại ba con trả nợ 12.000. Ủa vậy là cổ thiếu ba có 12.000 hả? Đúng rồi. Ủa vậy là ba cho con mình đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội đòi có 12.000 hả ba? Hai đứa không có hiểu cái gì hết. Tụi con có biết là 12.000 đó từ bao giờ chưa? Bao giờ ba? 24 năm 9 tháng 10 ngày. À, 24 năm 9 bà tháng. Bà thiếu mà khi mà tụi bay chưa sanh ra đời luôn. Dạ. Cái nồi cháo lòng của tao làm sao tao nuôi được hai thằng bay khôn lớn như vậy hả? Dạ. Tao phải là ăn lời cắt cổ như vậy tao mới có đồng tiền để tao nuôi hai đứa tụi bay. Bây giờ không có nói nhiều. Bây giờ bà trả tiền, bà thanh toán tiền cho tôi đi. Trời ơi anh Sơn ơi, em đâu có muốn nợ nần với anh đâu. Ừ. Thì hôm nay em gặp anh em phải trả cho anh chứ. Trả đi. Phải thanh toán dứt điểm mới chứ. Hôm nay em gặp anh là em trả cái tiền gốc 12.000 trước. Ừ. Rồi để đi. Đấy đấy. Hay quá. Rồi được rồi. Trời ơi tưởng chuyện gì chuyện nhỏ, để em. Con. Dạ. Con nói này. Mày có 12.000 không cho cô mượn đi. Ủa cô đi trả nợ mà cô không đem theo tiền hả? Tao có tiền mà tiền chẵn không à. Mà đâu có tiền lẻ đâu, đại gia mà làm sao mà xài tiền lẻ. Con có, con cho cô vay đi, rồi tí nữa cô ra cô đổi tiền cô trả cho con ngay. Cô đâu có đem theo tiền đâu. Thì mày đi vay đâu, mày cho cô mượn đi. Ờ, đứng đây chờ con chút xíu nhá. Cố gắng giúp cô nhá. Dạ. Em đợi nó nghe. Có tiền không cho anh mượn 12 ngàn đi. Anh hai lối mày ra đường đi đòi nợ không có nổi 12 ngàn luôn á hả? Thì mày cho tao mượn chút xíu tao trả. Lớn rồi ra đường phải có tiền chứ, nghĩ sao thì ra đường không có nổi 12 ngàn á. Đợi xíu đi. Ba cho mượn 12 ngàn đi ba. Gì? Mượn 12 ngàn. Mày đi ra ngoài đường mày không có mang theo đồng bạc nào hết. Thì con đi vội quá mà. Ba con mà tính toán nhau quá có 12 ngàn. Ủa. Cái gì phải rõ ràng cái đó. Cái nào mượn là mượn, cái nào là cho là cho. Thì đó con mượn ba là con sẽ trả cho ba mà có gì đâu. 12 ngàn đúng không? 12 ngàn. Đây. Dạ. Nhớ trả tao nha. Không biết rồi ba là cha con mà tính toán nhau á. Khoan đi, từ từ đi. Dạ. Cái gì vậy? Mày ghi vô sổ cho chắc ăn đi. Rồi cha con mà cũng ghi sổ luôn á hả? Nào rõ ràng ăn cho buông xô. Mà mệt ba ghê luôn á. Ba tính toán gì cái chuyện này nè. Ngày hôm nay con có mượn ba 12 ngàn. Đó, ok rồi. Chưa? Xong chưa? Rồi. Anh hai. Có chưa? Nè, 12 ngàn nè. Nhớ trả nha. Anh em không mày cũng tính toán nữa. Nhớ trả tôi á. Xíu tao trả làm thì ghê. Ghê gì? Cô, con mượn được 12 ngàn rồi nè. Đây, cảm ơn con. Dạ. Anh Sơn. Ừ. Hôm nay em gặp anh vào thời điểm này, cầm 12.000 trên đôi bàn tay ngọc ngà này, em quỳ xuống chân anh, em xin gửi cho anh. Anh làm chứng cho em gửi 12.000 tiền nợ của 24 năm 9 tháng 10 ngày anh nhận giúp hộ em. Được. Hiểu không? Hiểu. Hiểu thì thuật lại cho nghe sao mặt cứ đần sao ấy. Bà nói nó dài quá tôi không nhớ nổi. Thì bây giờ bà không nhớ, bà lấy sổ bà ghi vô. Ừ. Đã trí nhớ kém rồi thì ta ghi vô cho là ghi vô thì ghi vào. Đúng rồi. Thôi. Bây giờ bà trả 12.000 đúng không? Rồi. Rồi bà ghi vô đi. Ừ, em Nga Hèn vào một ngày đẹp trời em đến đây thanh toán. Rồi thôi được rồi. 12.000 rồi bà ký tên tôi. Đây em xác nhận nha, là em đã trả nợ cho anh 12.000. Rồi xong. Rồi. Anh cầm đúng 12.000 này, anh nhận hộ em. Rồi. Đây, cảm ơn anh. Coi như là xong nhá. Em trả nợ 12.000 xong. Rồi em đi đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha cô. Hey. Ba biểu. Ba kêu kìa. Mày trả tao 12.000 đây. 12.000 mà cũng đòi với ba. Ủa cái nào rõ ràng cái đó, tao nãy tao mày có ghi là mượn 12.000 đàng hoàng nha. Lẹ lên. Cha con mà tính toán thiệt luôn á. Trả đây, lẹ lên. Anh hai. Vậy trả 12.000. Mày anh em nhau mày cũng tính toán nữa. Thì trả lẹ đi, cái gì nợ nợ thì phải trả chứ trời. Thì chờ xíu. Đưa lẹ đi. Cô trả 12.000 giang hộ dí con quá kìa. Anh Sơn, anh cho em mượn lại 12.000 lúc nãy anh Sơn.
cảm ơn anh nhá. Con ơi con, đây, cô trả lại cho con này. Dạ, cảm ơn cô. Này, mượn có 12 ngàn la như quỷ vậy. Lúc mượn ngon ngọt lắm, lúc trả bằng cái giọng đó đó. Lúc nào cũng vậy. Này ba, có 12 ngàn mà trời mày đòi như quỷ vậy. Lúc mượn mà cũng đàng hoàng lắm, mày trả mày như quỷ vậy đó. Con ba mà. Rồi, anh Sơn, thế là xong nha, em đã dứt trả cho anh 12 nghìn rồi, em đi đây. Không, không, bà qua đây. À, sao? Bà mới mượn tôi 12 ngàn bà trả lại đây. Ồ, thấy không? Thấy ba con không? Ông giống như người không có não ấy. Cô mới vừa trả, chúng con làm chứng đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, có ký giấy hẳn hòi đúng không? Ký giấy rồi. Bây giờ ông đòi 12 nghìn. Bà mới mượn cái tiền đâu rồi. Tôi có tiền, tôi trả cho 12 nghìn. Bây giờ ông móc vào túi có 12 nghìn trong đấy không? Ừ, đây, 12 nghìn. Đấy, 12 nghìn đó. 12 nghìn này ba. Ba còn ghi vô cái sổ rõ ràng. Cái sổ xác nhận là... cái sổ ra coi. Đấy, thấy chưa? Em xác nhận, đấy, em chưa ký em, đấy, thấy chưa? Hai con làm chứng đúng không? Đó. Thấy không? Ba con nhiều lúc con suy nghĩ coi phải ba con chứ cô xấu hổ lắm luôn đấy. Đúng rồi, ê, khoan. Đúng. Cái gì? Tôi thấy làm như nó có cái gì đó sai ta. Sai là sai cái gì? Tôi, hình như là tôi có mất cái gì đó nha. Mất 12 ngàn đó. Đâu có, nãy cổ trả ba rõ ràng 12 ngàn rồi. Mất 12 ngàn mà không biết mất vào cái khoảnh khắc nào. Đấy, ông anh lục lại túi à, đúng 12 nghìn lúc nãy đúng không? Nè. Đấy, có mất gì đâu đó. Tự nhiên là vu khống lên là mất tiền. Thôi được rồi, thôi được rồi. Đấy, xong rồi. Thôi xong rồi, cái này coi như là cái tiền gốc này. Ừ. Coi như xong rồi đi. Đây. Hả? Còn cái tiền lãi đâu? À, cái tiền lãi 100 triệu hả? Đúng rồi. Ồ, quên vậy, tí nữa em quên mất. Đây, anh. Hôm nay thì em rất là muốn trả cho anh cái 100 triệu tiền lãi. Ừ. Nhưng mà trước khi trả em phải kể lại cái câu chuyện cho anh biết. Giờ em mà muốn nói cái câu chuyện này em phải có một cái ví dụ minh họa là con của anh, gia đình anh phải vào đây minh họa cái câu chuyện cho em. Rồi bây giờ là cho mượn luôn rồi làm đi. Đây, rồi làm đi. Đây, hai con đứng hai bên đi. Dạ. Đứng hai bên. Đấy. Đấy. Một hôm nọ cô đang đi trên đường, cô đeo một cái túi, thế là cô đang đi. Tự nhiên gặp một tên côn đồ bước ra. Ta là cướp đây. Cướp ơi, cướp đừng cướp đồ của tôi. Tôi không có gì hết. Ở trong túi này chỉ có đúng 100 triệu thôi. 100 triệu? Ừ. Đưa đây. Không, cướp ơi. À. Thế là cô xoay vòng giống như là một cái trong trống. Từ đằng sau lưng, một thằng cướp thứ hai, nó giật nốt cái túi kia của cô. Và chúng nó chạy. Cô rượt theo. Đấy, em rượt theo. Rượt theo mãi, đuối, chạy không nổi. Em tức tưởi, em tuyệt vọng, em gục ngã, em khóc. Thôi. Trời ơi là trời. Trời cao có mắt ơi. Con tích góp được 100 triệu để con đi trả nợ cho anh Sơn Hói. Vậy mà bây giờ con mất 100 triệu rồi. Tiền đâu con trả cho anh Sơn Hói đây. Trời ơi. Ôi ơi. Thế là từ xa một người thứ ba xuất hiện. Anh vào vai. Anh vào vai. Ba con cũng có vào vai. Vai luôn. Có tôi nè. Ừ, có vào vai. Anh xuất hiện. Ờ, ta là Bụt đây. Vì sao con khóc? Thằng điên. Thời buổi giờ làm gì có Bụt ở đây cha nợ ơi. Thời buổi bây giờ chỉ có đại gia xuất hiện cứu mỹ nhân thôi. Ủa, ba là đại gia. Anh đóng vai đại gia. À, tôi là đại gia. Ừ. Hỡi nàng Ngọc Nga khùng, tại sao nàng khóc? Anh ơi, em đang đi trên đường, tự nhiên có một tên cướp, nó giật cái túi của em mất 100 triệu rồi. Anh có cách nào anh giúp cho em không? Yên tâm. Tôi là đại gia. Ừ. Đối với tôi 100 triệu là chuyện bình thường, không ăn thua gì cả. Ừ. Đúng rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Ừ. Anh sẽ giúp em. Đúng rồi. Đây. 100 triệu đây. Em cảm ơn anh. Anh để vừa đưa nào. Cái gì đấy? 100 triệu đó. Không khí hả ba? Trời ơi, gì vậy? Ba diễn, ba diễn phải chân thật đàng hoàng. Tự nhiên ba móc ra ai biết cái đó 100 triệu. Đúng không? Ba diễn ba phải móc 100 triệu thiệt ra đưa cho người ta thì khán giả mới biết đó là 100 triệu chứ. Ba để cái nấm một chút xíu nên người ta nghĩ bậy bạ cái gì đó nhỏ nhỏ hay sao. Nhưng mà 100 triệu rồi tự nhiên ta bỏ ra tiền hồi sáng mới đi đòi nợ được 100 triệu đó đâu đưa cho bà. Rồi đôi khi phải gia gấp chứ. Rồi được rồi. Rồi khóc đi. Anh đại gia ơi, lo cho em đi. Mẹ. Đại gia 72 cứu 27 đi đại gia ơi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Đây, 100 triệu đúng không? Dạ. Đây. Đấy, em cảm ơn anh đại rồi, gia. Đi.
đại gia là đa dại là nhiều cái dại, mà dại gái là dại nhất nha đại gia. Cảm ơn anh đại gia. Và sau đấy, em cầm 100 triệu, em đi. Em đi băng qua núi, em băng qua đèo, em băng qua sông. Và em đến đây gặp anh Sơn hói. Anh Sơn, ngày hôm nay, thời điểm này, thời khắc này, khí hậu thật là đẹp đẽ. Em cầm trong tay em 100 triệu với bàn tay ngọc ngà này. Em quỳ dưới chân anh xác nhận cho em đã trả cho anh 100 triệu. Hiểu không? Bà dài dòng quá, tôi làm sao tôi nhớ nổi. Thì bây giờ bà không nhớ, bà lấy sổ sách bà ghi lại. Là chú ơi. Sao có cái chuyện này nhỏ mà để cho con cái nó nhắc hoài. Ừ, đấy. Đấy, đấy, bà trả 100 triệu đúng không? Đúng rồi, đấy, em Nga Hèn. Thôi, để tôi ghi cho tôi nào. Nga Hèn, ngày hôm nay là ngày đẹp. Mình trả cho anh 100 triệu. Rồi, thôi, được rồi. Anh nhận cho không, em. Không cần nói nhiều, chỉ biết ghi tên bà trả 100 triệu rồi, đấy, ký vô thôi, được rồi. Em ký vô nha, anh xác nhận nha. Ừ, đấy. Ký xong. Nói nhiều. Con, hai con làm chứng cho cô nha. Yên tâm, yên tâm. Đây, em trả cho anh 100 triệu này, xong rồi nhá. Đó, anh cầm hộ em. Cái nào con, ra cái đó. Con trả cho cô dạ. Cái túi để cô đi về cái. Con cảm ơn cô nha, cô tránh nợ cho ba con rồi. Đi về. Ê khoan. Hả? Cái gì? Bà trả tôi 100 triệu đấy chứ. Thấy không? Ba con làm như không có cái não, không có trí nhớ. Cô vừa trả 100 triệu xong, ba con vừa cầm trên tay nóng hôi hổi vừa ký đây. Bây giờ ba con bảo trả 100 triệu đâu ra. Đúng rồi ba. Đúng rồi, ba mới ký rõ ràng ta trả ba 100 triệu rồi. Mới trả xong con làm chứng mà. Đấy. Đó, mở sổ ra. Đây, anh thấy chưa? 100 triệu này có chữ ký em này, vừa tức thời đây luôn, anh thấy chưa? Đúng rồi. Bà trả rồi. Trả rồi. Đúng rồi. Có chữ ký trên bản luôn à. Ờ xong anh, như vậy em xong nhá. Nhưng mà khoan. Như bà thấy mà có cái gì nó sai nữa ta. Sai gì? Sai cái gì đâu, người ta trả rồi mà. Trả rồi. Ủa lý ra hồi nãy là ba mình có 100 triệu. Ừ. Với lại 12 ngàn. Đúng rồi. Mình gặp bà mình đòi nợ được thì đáng lý ra mình được gấp đôi là 200 triệu với lại 24 ngàn, đúng không? Đúng mà rồi. Sao giờ vẫn có nhiêu đây hả? Cũng như cũ vậy. Là hồi nãy ông đại gia ông mượn bà. Đúng rồi, ông đại gia ông mượn đấy. Đúng rồi, ông đại gia ông mượn. Ông đại gia ông mượn của ba. Đúng rồi. Để ông cho bà này. Đúng rồi. Bà này trả cho ba. Đúng rồi. Thì bây giờ ông đại gia thiếu mình đúng không? Đúng rồi. Ông đại gia nãy bà thấy đi ngõ nào? Mấy nay cha đại gia đi hướng này đi về đây này. Đấy. Anh đi ra hướng này là gặp đại gia đang đứng đấy. Đi tìm ông đại gia đòi lại tiền chứ. Dạ. Đi. Ông Tơ Bà Nguyệt với Sợi Chỉ Hồng sẽ xe duyên cho những lứa đôi để giúp mỗi người có thể gặp nửa kia của mình giữa nhân gian rộng lớn. Tuy nhiên đấy chỉ là việc bước đầu. Việc của ông Tơ Bà Nguyệt chỉ đến đấy mà thôi. Còn sau đấy, có thể đi cùng nhau hết cả cuộc đời lại là việc của những người trong cuộc. Sống không yêu thương, không trách nhiệm, không xây dựng với nhau. Lúc đó chúng ta lại quay ra đổ lỗi cho ông Tơ Bà Nguyệt. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện có nhan đề Ông Tơ Bà Nguyệt qua diễn xuất của các nghệ sĩ Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Vân Dung. Đầu năm hoa lá xôn xao đời như đốn chào, rào trời sương khói dương gian sắp duyên tình thế nào. Mình người nổi tiếng mà tay ràng buộc tình nghĩa lừa đôi, trói dây tơ hồng đừng hỏng mà ai trốn thoát. Người đâu sau quá vô tâm mà toàn chơi trốn tìm, cả năm xa cách hôm nay mới được ở gần. Vậy mà lặng lẽ trốn đi chẳng thèm để ý đến nhau, muốn cho vuông tròn mà sao quá khó khiến em đau lòng. Khổ quá anh tới chưa kịp thời đó mà mắt chấp chơi soi tìm gái đẹp. Sao em rụng tơ như vu khống, chỉ liếc nhìn qua tôi biết ngay thế gian ấy là kẻ chuyên cua gai, chính là ông Tơ đây. Quê gặp nhau đã cua ghẹ gì, thế chắc không phải thế chắc. Dù có phải thế cũng không được nói thế, nếu mà nói như thế thì mọi người sẽ tưởng như thế, có phải không các chế? Cứ nói thế đấy,
Nói thế cho thiên hạ người ta biết được cái bản chất của ông. Chứ bấy lâu nay ai người ta cũng nghĩ ông Tơ là đàng hoàng đứng đắn lắm đấy. Thì không à, ở cái mồm bà ấy là hay xiên xẹo lắm đấy. Đàn bà mà hay buôn dưa lê bán trứng thối lắm đấy. Hỏi đây, có quen với em nào không? Không, chả quen em nào. Có bá vai bá cổ không? Không bao giờ. Có chụp hình không? Không chụp hình. Thì đứa nào selfie với con Hằng Nga? Ôi trời ơi, hôm đó tự thưởng một cái thì úp lên Facebook. Thế là mạng bây giờ nó lan truyền nhanh thế đấy. Mà hôm đấy chụp ảnh nhá, là có cả cây đa này, có cả chú quậy làm trứng. Rồi thắng trưng lên như thế này như ban ngày ban mặt. Chứ tôi có đưa vào cái chỗ mà đèn dầu nước giếng mà đom đèn đom đóm đó mà bà ghen. Ai biết được thần tiên ăn cỗ lúc nào? Thì thần tiên nó phải cho giải trí một tí chứ. Cứ ăn chay mãi này người nó cứ nịm đi. Chả cọ quậy được phải gió gì. Này, giải trí giải trẹt thì tôi không biết nhá. Nhưng mà cái tình hình mà cứ một năm trời dài đằng đẵng ông ở trên đấy, rồi ông tí tởn, ông xí xớn với mấy cái con hot tiên ấy là tôi không chịu được. Này, và với cái mồm ấy, xí xớn thì chỉ có bà ở dưới này một năm rời bà mới xí xớn thôi. Một ngày ở trên rời bằng một năm ở dưới đất. Mà tôi vừa mới bước chân giáo chân ướt ở trên cái hôm nay đã lộn về, còn thời gian đâu mà gái gú. Ông, chính ra là mình khổ lắm đấy. Quá khổ. Đúng không ông? Mình toàn đi xe duyên cho người thiên hạ. Chứ còn cái duyên mình chả khác gì các liền anh liền chị quan họ ngày xưa ông nhỉ. Tôi sợ cái cảm giác này lắm bà. Sợ lắm. Mai lỡ hai mình xa nhau, nguyệt hồi anh thương em nhiều. Tớ nhé anh đừng có thay lòng, đừng đẩy tình em bay lên mây rồi dập xuống đất sâu. Em chớ lo phiền nghe em, mình sẽ yêu nhau muôn đời. Anh hứa anh đừng có nuốt lời, và chỉ mình em thôi nghe anh, không bao giờ lìa xa. Đời gió mưa đưa đầy mơ thật nhiều, nhưng nào đâu được mấy để khổ cho nhau. Anh có nhớ không nào? Chứ còn em sẽ khắc khoái từng đêm trằn trọc cồn cao. Anh sẽ viết tên em trên cây lá, vẽ hình em trên các bán hàng, vừa tính rất chiêm bao. Xin anh hãy nhìn vời vơi trời cao, tìm dáng hình em in trên nền mây trắng. Lệ em tuôn thành sông, nhớ anh mà mặn đắng. Hồn em vẫn vương trong cây lá sạc sào. Nguyệt ơi vắng anh em nhớ đừng làm thấm mì. Gót môi sẽ cầm đội ngực silicon. Thấy dạng đổi hình đâu còn nữa là em. Giờ cười giờ khóc sống còn điên còn dồ. Này đừng có giống với con dồ bồ cột điện nhá. Giờ mặt vừa ngọt ngào thế mà lại bảo người ta là con dồ.
Tôi làm sao mà dồ? Tôi dồ cái gì? Làm sao mà dồ cái gì dồ? Cái mặt đang đẹp như thế mà không biết là bà đập tiệt đi xong bà làm lại. Thôi, tôi có tuổi rồi ông ơi. Cho tôi tu tát tí. Kẻo mà nó nhăn nheo cũ kỹ quá thì không ai chịu được. Với lại tình hình là cái con hàng ngai nó có đẹp lồng lộng ra. Tôi không thể nào tôi chịu được nữa. Bà còn đập mỗi cái mặt. Con đấy là nó đập toàn bộ, nó làm từ dưới lên trên. Nó không phải gu của tôi. Gu của tôi là chân lấm tấm bèo. Chân ba chỉ. Dao chỉ. À, chết rồi. Các bác ơi, ăn thì ăn chay nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thèm thịt. Ăn chay. Ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Không khảo mặt sưng mà hôm nay là lộ hết rồi. Muốn biết chân đấy? Ba chỉ ở đâu cái, ra? Cái gì? Lấm cái gì? Tấm bèo ở cái chỗ ôi, nào? Ôi, ăn một cơn thì cứ... Đây, cái gì? Bỏ ra đây. Cái gì? Thế cái này là cái gì? Ôi giời, ông đi đâu mà ông mang cái gì thế này hả rời? Dây tơ hồng. Ôi giời ơi, khiếp. Sao? Cái dây tơ hồng mọi khi của ông nó mảnh mai, nó nhỏ xíu thế này này. Ông buộc vào cái cổ chân người ta thì nó mới là dây tơ hồng. Ông mang cái này đi để ông bắt lợn, bắt trâu bò nhà nào không biết nữa. Ngày xưa ấy nhớ bà không nhớ à? Cái dây tơ hồng nó chỉ nhỏ như cái chỉ này, xe chỉ luôn kim thế này thôi, nhẹ nhàng thế này thôi. Bây giờ em là cứ phải dùng bằng cái dây thừng như thế này. Mà có khi phải dùng ở cáp treo. Thế mà kim bọn trẻ bây giờ mà nó dứt đến phịch cái đất luôn. Khổ quá, được làm khổ bố mẹ thôi. Bỏ nhau xoành xoạch. Thôi, này. Hả? Có người đến. Đâu? Úi dồi, tôi tất ta tất tuổi. Nó đến lễ mình hay sao ấy? Năm nay làm ăn được đấy. Chắc là mang lễ đến lễ tạ. Ông ơi ông. À mà đi người không kìa. Kệ nó. Nó sẽ mang phong bì ở trong người nó. Ông, nhanh lên. Nhập tượng. Nhập tượng. Ôi này run chân đấy, bà đá vào tôi bỏ bố đi. Nhập vào chỗ khác đây. Nhập tượng. Hở hết cả quần ra kìa. Cái gì nó kêu ấy nhỉ? Ô hay. Vẫn ngồi nguyên một tư thế mà. Không cựa quậy gì mà. Này. Tôi nói để cho ông Tơ bà Nguyệt biết nhá. Hai ông bà ăn lộc ăn lá của thiên hạ cho nó lắm vào. Ăn hết cả đồ lễ của tôi cho nó lắm vào. Rồi bây giờ cái bụng lợn này nó thòi lòi ra. Để các bác xem. Nhìn bụng thều lều mỡ thế này, nhìn trông nó có tởm không? Đây chẳng ăn gì của ai. Cái gì nó nói nhờ? Ôi chẳng nhẽ ở đây lại có ma. Ôi trời ơi. Ông ơi, bà ơi, này, hai ông bà mặt có đến nỗi nào đâu, trông cũng sáng sủa đấy chứ, trông có phải là giống cái con khỉ đâu. Mà sao ông bà sẽ duyên cho con thế nào, mà sẽ cho con phải cái cọc mục, cọc nát, cọc trùng. Ôi trời ơi, là trời ơi, ông bà ơi, là ông bà ơi, sẽ như thế này thì con đập bố nó tượng đi cho nó rồi. À không, không đập, đây đốt đít tượng luôn nha. Ma! Ma! Ôi trời ma! Ôi trời người ơi! Trong miếu có ma! Trong miếu có ma! Thôi! Thôi! Gấm thôi! Gấm chảy hoa hết cả mắt, ngứa mắt lắm rồi! Ma quỷ nào ở đây? Thần tiên cả đây này! Thần Tơ đây! Tiên Nguyệt đây! Ôi! Con lạy ông bà! Con xin ông bà! Ôi trời ơi! Con nhớ xúc phạm ông bà! Chị thôi đi! Thôi đi! Tôi mà muốn bắt tội chị á,
tôi bẻ ngoéo cái cổ chị từ cái lúc chị xỉa sói vào mặt chúng tôi ấy. Già cần thì tuổi đầu nó cứ chống vào mặt. Ngứa mắt. Dạ không ạ. Con cũng chỉ là lỡ mồm xúc phạm ông bà thôi ạ. Mày xúc cái gì, mày bức cái gì thì mày bức nhá. Dạ. Mày về mày xúc rác rưởi mày vợ chồng mày đổ vào nhà với nhau. Chứ mày ra mày bức xúc, mày xúc cứ bẩn thỉu chứ mày đổ vào mặt ông bà. Như thế nó không được. Bà ơi bà, dạ, cho con nói một câu được không hả? Ừ. Dạ, ông bà cho con xin con lợn ạ. Này, dạ, con lợn nào? Dạ, cái con lợn mà năm ngoái ạ, cúng tại nơi này, con dâng lên để cúng ông bà một con lợn quay vàng ruộng đấy hả? À, nhớ rồi. Trời đây, ơi, đây, đây, lợn của mày đây, 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 con lợn của mày đây. Đấy, năm ngoái đấy. Mày cúng con lợn vàng ruộm nhá. Thế mà một năm trời mà năm nay nó vẫn vàng óng đấy. Hoa quả của chị đây này. Một năm mà nó vẫn tươi nguyên. Tôi chả hiểu là chị tiêm thuốc gì. Khiếp quá. Mình ấn tượng nhất là lải chuối xanh. Nó sao ấy nhở? Nó cúng cái lải chuối xanh năm ngoái mà năm nay nó vẫn xanh dờn. Mà mình già thì chỉ thích ăn chuối thôi. Ôi ông bà ơi, thế thì đồ lễ từ năm ngoái con cúng mà ông bà không thụ đi ạ? Ôi giời ơi, may là vợ chồng tao thụ có mỗi cái mâm thôi đấy. Mà thụ hết con lợn thì bây giờ là ra bệnh viện ca rồi các bác nhỉ? Chúng tôi ở chỗ khác rồi. Chúng tôi mấy nghìn tuổi đầu rồi. Mà chị nỡ lòng nào chị lễ cái lễ thế này? Thế quá là đầu độc thần tiên à? Ừ, con nói thật chứ. Con bán là bán thế thôi. Còn đứa nào ăn, đứa nào ngu thì đứa đấy chết ạ. Ôi giời. Vả vào mồm mày, tát vào cái mồm mày ấy. Loại vô trách nhiệm thật đấy. Loại không có trách nhiệm gì. Con lỡ sống lỡ chết à? Mặc bay tiền thầy bỏ túi. Con nói thế thôi ạ. Con bán là một chuyện, nhưng mà cái tâm của con nó trong sáng lắm mà. Ừ, cái tâm của chị thì chúng tôi biết rồi. Dạ. Chúng tôi chứng từ năm trước cơ. Dạ. Chị đến đây xin tấm chồng đúng không nào? Ôi dạ vâng ạ. Trời ơi, thế chúng tôi cho tấm chồng rồi còn gì nữa mà khóc lóc mới lại kêu gào kiện cáo gì? 40 tuổi đầu mãi không lấy được chồng. Đi ra đi vào gì, nấng lên. Thế là ông bà làm mối cho một thằng chồng. Thế là thằng công lý đúng không? Ôi ông ơi, công lý nào hả ông? Thằng chồng con nó là cái thằng công cấp. Úi trời ơi, chết bà ơi. Có một con này nó lấy chồng mà về mày làm đảo lộn cả dòng họ nhà chồng lên. Nó đang từ công lý mà mày chuyển họ nó thành công cốc thì tao sợ mày quá đi. Ông bà xe duyên cho con cái cọc hẳn hoi tử tế thì ông bà không xe duyên. Ông bà xe duyên cho con cái cọc mục, cọc nát, cọc thủng thì làm sao mà con có thể ở nổi. Đây này, ông bà nhìn cái thằng công cốc của ông bà đây này. Đâu? Năm mười, mười lăm, hai mười. Năm mười, mười lăm, hai mười. Trời ơi! Lại say rồi. Làm sao mà ngày nào ông cũng say như thế nhỉ? Sao cái số tôi nó khổ thế không biết nữa. Tôi nợ nần gì nhà ông mà cứ ngày nào ông cũng trong tình trạng không ta nợ. Với mình không duyên chẳng nợ. Ta với mình chẳng nợ không duyên. Cứ sao lại phải ưu phiền, cứ sao năm tháng triền miên u hoài. Sợ thế cơ chứ lị. Không bao giờ tỉnh táo được một tí nào cơ chứ lị. Đời phát khổ. Nước thế chứ lị. Trời ơi, đây là cái lão hoa của tôi. Trời ơi, của nó đưa đây. Đưa đây. Khát nước. Khát nước đi lấy nước. Ui rồi ôi sao con khổ thế này chứ. Mời ông đứng yên ra đây cho tôi nhờ. Ông đứng yên ra đây. Đây bà con hàng xóm ơi, tổ dân phố ơi, vào đây mà xem chồng em đây này. Đấy, nhìn sướng chưa? Bình thường cái lúc nó tỉnh thì nó không chịu tập đâu. Nó chỉ đợi đến lúc nó say thì nó mới tập này. Đấy, đang tập cân đảo vân đấy. Thế này người ta gọi là dịch cân kinh. Trông ông có giống con ngỗng không hả? Ngồi 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 xuống đây. Tôi mời ông ngồi xuống đây cho tôi nhờ. Ông nhìn tôi đi. Ừ. Nhìn tôi đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hứa hững
không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu giờ anh kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi. Chị này. Dạ. Thế chị phải tìm cách nào mà nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh ấy chứ. Ừ. Có ạ, à, con khuyên rồi đấy ạ. À. Anh ấy có nghe không? Có chứ ạ. À. Nó có nghe thì còn gì. Vâng. Nhưng mà một tiếng sau lại thế ạ. À. Ồ. Ờ. Thế thì sau một tiếng chị lại khuyên lại nó từ đầu. Mưa dầm thấm lâu. Ôi bà ơi là bà ơi, cái đời con đã phải làm trụ cột trong gia đình. Tiền nong nhà cửa tất cả đổ hết lên đầu con rồi. Bây giờ lại phải ngồi bên cạnh chồng, cứ một tiếng lại quay sang khuyên một lần, làm sao mà con sống được. Bà ơi là bà ơi. Thôi, mày là còn sướng chán đấy. Sao ạ? Mày cầm cả dao mày lùa nó như thế mà nó còn đỡ mày. Con nói thật với ông ý, chồng con là con chỉ dọa thôi chứ con nào có dám đánh chồng con đâu ạ. Dạ, ở bên cạnh nhà con ý còn khủng khiếp hơn nhiều ông ạ. Hàng xóm nhà con nhá, cứ đúng đến 7 giờ tối hai vợ chồng sắp mâm cơm ra ăn một cái là quang quang uy uy quang quang xoàng xong. Đấy là thằng chồng đánh con vợ. Thì lúc đầu con cũng tưởng là như thế đấy. Xong bỗng tự dưng một hôm con nghe qua khe cửa, con nhìn vào bên trong nhà đấy. Hả? Con thấy thằng chồng nằm sóng xoài xuống đất. Ôi giời ơi, có mày dập ông kinh quá. Cầm cây trổi. Thế là cứ thế dập vào mông thằng chồng. Mày trời ơi, con này náo này. Mày! Chồng nói một, vợ nói ba này. Mày! Ông không phải dạng vừa đâu này. Mày! Ông không phải dạng vừa đâu. Năng loàn này. Ôi giời ơi. Đấy. Tao xin cái gậy. Mình đánh nó mà mình lại bị thương các bác ạ. À. Dại thế thì ai mà chịu được. Đang tự nhiên cái chỗ của mình ngồi đây, nhảy ra ngoài đấy để cho nó minh họa. Nát xương chưa? Ôi thôi bà ơi, con nói thật là chồng con thế này con cũng không thể chịu được. Con không thể ở được với chồng con thêm một ngày nào nữa đâu ạ. Thôi, tôi biết rồi. Chị ơi, tôi bảo cái chính ý là mình phải biết giữ gìn, trân trọng những cái điều quý báu của mỗi người cơ. Dạ. Nhưng mà bà ơi, con nói thật nhá, tất cả những người đàn ông mà cứ uống rượu mà say xỉn, con nhìn con đã ghét rồi. Thì bảo làm sao mà con có thể gạn được những điều tốt đẹp ở những người đấy hả bà? Thôi đi,
tốt nhất là dẹp luôn đi. Bà cứ giật đứt cái dây tơ hồng cho con đi, để cho con sang một trang mới, con lấy chồng mới, con có tập mới cho nó sướng ạ. Ôi thế định là đi lấy phi công trẻ hay sao? Cái dây tơ hồng mà chị làm nó như là dây giải rút đi. Cứ muốn dứt thì dứt, muốn nối thì nối. Làm sao thế được? Làm khổ. Đây có phải là cái chợ đâu? Trong nhà có ai không cho tôi hỏi thăm tí? Ôi trời ơi, chả biết được. Bác cho em hỏi thăm là đây có phải nhà em không? Ôi giời, bà ơi, đấy say đến nỗi nhà mình còn không nhận ra cơ mà. Mình ơi, tôi đây, tôi. Bác, tôi là vợ mình đây mà. Ôi giời, ôi đấy, gồng người lên mãi từ nãy đến giờ để cho người ta nghĩ mình tỉnh, bây giờ nhìn thấy vợ này lại phải say chứ. Con vợ tôi đây rồi. Con vợ tôi đây thì chắc chắn đây là nhà tôi rồi. Đúng ạ. Mà sao nhà trông lại giống miếu thế này? Thì... Ui giời, con kiến với thằng Tít giờ này lớn quá nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi giời, mình ơi. Ôi giời ơi. Tỉnh chưa hả? Đây là ông Tơ và bà Nguyệt, thần tiên đấy. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tơ với Nguyệt à? Thần Tơ đây, tiên Nguyệt đây. Tiên Nguyệt à? Ui trời ơi, tiên đúng là đẹp như tiên. Tiên tên là Nguyệt là đúng rồi. Thế còn thằng kia sao lại tên là Tơ? Lý ơi, Lý. Nó sao? Lý ơi, con uống rượu ít thôi. Con là tấm gương sáng để con nó soi vào. Thằng này láo rồi, nó lại gọi mình là con. Ôi trời ơi, già bạc. Ôi trời ơi, thế còn đứa nào đây? Đứa nào đây? Ôi giời ơi. Ôi giời, con này trông quen lắm đấy này. Ăn đi. Mày chơi Windows tòa với tao tiếp không? Trước tai mày to lắm cơ mà. Ồ. Thơm quá, uống rượu suốt từ sáng đến giờ chưa có cái gì mà bụng rồi. Lý ơi, Lý. À, thằng này mày đừng láo, tao chưa thèm hỏi bố mẹ mày tại sao mày đàn ông đàn ông mày đặt mày tên là Tơ đấy chứ. Mày Tơ với Tiến thì ở đây. Hả? Lý ơi. Chị kia ra đây bảo đây. Này này. Dạ. Ra nhét vào miệng nó cái viên này cho nó tỉnh nhanh lên. Mình say quá rồi, đấy là thần tiên đấy, mình ngạ mình vật chết bây giờ. Này, há cái mồm ra. Cái gì đấy? Thuốc giải. Thuốc giải à? Giải rượu. Uống bao nhiêu mới say được, bây giờ lại giải được làm gì? Tôi lại mình. Nhưng mà ông uống cho tôi nhờ, không cho thần tiên vật chết. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đừng có lo. Dạ. Cho nó uống thuốc giải đấy. Thế ạ? Nó rửa ruột, thế là rộn tùm phèo tất cả gan ruột nó lên. Đừng cho nó thế. Thế nhưng ạ? Mà yên tâm đi. Vâng. Thằng này chưa chết ngay đâu. Vâng. 18 tiếng nữa nó mới chết. 18 tiếng nữa là đi. Ôi ơi bà ơi, bà cứu chồng con với bà ơi. Con vẫn thương chồng con lắm bà ơi. Con lại bà ơi, con xin này. Bà. Dạ. Cái thứ nhất đi. Dạ. Là chị đánh đập nó tàn nhẫn như thế. Ôi bà ơi. Rồi nó uống rượu như thế. Thì làm gì mà nó chả như thế. Cái thứ hai là nhà chị xin với tôi là dứt đứt cái sợi dây tơ hồng. Cho nên là tôi phải dứt nó đánh phật luôn cho nhà chị đó. Ôi bà ơi, đấy là con chỉ dọa chồng con thế thôi. Con nào muốn dứt dây tơ hồng à bà cứu chồng con với bà ơi. Thôi. Dạ. Này, muốn hành hạ nhau, muốn đánh đập gì nó, đưa nó về nhà nhá. Nhanh lên bởi vì không còn nhiều cơ hội đâu. Đi không về. Còn cơ hội nữa. Đi về. Dậy đi nào, rồi ơi, 18 tiếng nữa thôi. Về hai vợ chồng mình còn tranh thủ. Nhanh lên đi về. Tranh thủ à? Đi về. Thủ. Vâng ạ. À.
Thứ nhất rượu đã ngà ngà, thứ hai công tác đường xa mới về. Trời ơi. Thế bà căn cứ vào đâu mà bà bảo nó còn có 18 tiếng nữa là chết? Tôi bịa rồi đấy. Ôi giời, trong sổ nó ghi là 81. Thế à? Tôi đọc lộn không? Tùng phèo nào nó thành 18. Thôi nhưng mà tôi bảo ông này, thực ra bọn này nó vẫn còn yêu nhau ông ạ. Nó còn yêu thì nó mới đến đây. Nó kinh khủng cho nên chúng nó mới đánh nhau một cách miệt mài thế được. Ông hiểu không? Chứ bình thường nó đánh một tí là nó chán nhau rồi. Đúng rồi. Đấy. Cho nên là tôi phải cho nó uống cái viên linh đan để cho nó ruột gan cho nó mới lại, nó mới sống lâu được. Ồ thế à? Mình phải thương nó chứ, đúng không? Bây giờ việc của chúng mình là thế nào? Mình phải lo cho chính mình đây này. Thì giờ vẫn cứ xe duyên, rồi giãn duyên, thì kết duyên, thì cắt dây to hỏng. Có một cái việc đấy, còn cái việc gì? Vẫn là một cái việc của thiên đình giao thế à? Vẫn một cái việc thế thôi. Làm thôi. Anh quăng dây tơ hồng buộc duyên cho đôi nó. Ai yêu thương chân thành được nên duyên vợ chồng. Dập xiêu trong tiếng oan ca, gái trai bên nhau hạnh phúc. Tình yêu chập cánh bay xa đến khi an vui tuổi già. Anh cứ sẽ duyên, anh cứ sẽ duyên, anh mãi sẽ duyên, sẽ duyên vô tư, sẽ duyên nhẹ tình, sẽ duyên nhẹ tình. Gái bên nơi trai, ôi gái bên nơi trai, được tình yêu bay tới giấc mơ tuyệt vời. Em thích xe duyên, em thích xe duyên, em thích xe duyên mênh mang, xe duyên ngập tràn, xe duyên ngập tràn, ấm áp yêu thương, ôi ấm áp yêu thương, mong tình yêu khăng khít trong con thuyền tình. Dập dìu trong tiếng oan ca, gái trai bên nhau hạnh phúc. Tình yêu chắp cánh bay xa đến khi an vui tuổi già. Dập dìu trong tiếng oan ca, gái trai bên nhau hạnh phúc. Tình yêu chắp cánh bay xa đến khi an vui tuổi già. Trên muôn hoa giáng xuân đẹp tô thắm mọi nhà. Mừng xuân ta hát câu thái hòa, ngày vui về khắp non nước nhà. Xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay. Và một lần nữa, Gala Cười 2017 xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới Đinh Dậu phát tài. Tết đến rồi, Tết đến.